sương thu lạnh bao trùm khắp nẻo. Trăng đêm nay dịu dịu cả không gian. Tôi với em đi gánh nước cạnh đình làng, mùi cỏ dài mơ màng trong đêm vắng. Nước giếng trong giữa đồi cát mình anh nguyệt mà soi đôi bóng dao kề. Bình Trọng vừa mới hoàn thành phần thi của mình. Mình vừa mới hát xong cái phần đơn ca. Mình cảm thấy thế nào Trọng? Giờ Bình Trọng thấy một điều rất là vui là thấy khán giả vỗ tay quá trời. Khán giả vỗ tay cuồng nhiệt để cổ vũ tinh thần cho mình. Nhưng mà riêng bản thân mình á, mình đã cảm thấy hài lòng với phần thi của mình chưa? Dạ thấy cũng được. Cũng được á. Thấy không có rơi rớt chỗ nào. Còn về nếu mà đi vào chuyên môn sau thì chắc lẽ chúng ta sẽ phải nhờ đến các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Ôi,
Nghe đã quá à. Sao mà ca hay dữ vậy Trọng ơi? Anh Long ơi. Hả? Ca hay của anh Long. Yeah. Em nói ca hay là cái chuyện bình thường, nhưng ở đây mới nói là ca giống Minh Dương. Ca giống, quá giống luôn á. Giống mà tới từng chữ xếp nhiệt. Giống luôn. Không nha, Mỹ. No. Anh nói cho em nghe nè. Ngày thường đó, nếu mà đi nghe Bình Trọng hát đó thì vẫn nghe là Bình Trọng, vẫn nghe ra giọng của Bình Trọng. Nhưng ngày hôm nay đó, với sân khấu nghệ sĩ thần tượng đó, thì nhắm mắt lại nghe là nghe Minh Dương ca. Tại vì em á, em có một cái ưu điểm, có nghĩa là khi em đi ra ngoài em hát á, thì em vẫn là hát tiếng hát của Bình Trọng. Nhưng ngày hôm nay em đến với lại cái cuộc thi nghệ sĩ thần tượng đó, thì em lại cố gắng, em lấy hết tất cả những gì mà luyến lái nè, ngân giọng nè, đưa lên mũi nè, chạy chữ nè, mấy cái hơ 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 của Minh Dương là em lấy hết. Coi như không có chừa cái gì hết trơn á. Anh còn nghe một cái bạn diễn của em có nói là một cái tài lẻ của em rất là hay, có nghĩa là em nhái được nhiều giọng. Mà cái giọng mà em nhái được là nghệ sĩ Thanh Nam đúng không? Ồ. Dạ. Danh hài Thanh Nam đúng không? Bây giờ làm thử đi. Em làm thử, làm thử cho mọi người nghe luôn đi Trọng. Em thử rồi. Coi đúng như người ta nói không? Thử. Xéo lá này ai cũng biết hai lúa tôi với ba đời tự ớt với ông là anh em thăm giao trái cây. Yeah. Vậy thôi hả? Quên. Mấy mươi năm ruộng vườn làm lũ quen canh sông nước đồng quê phơi phơi tâm hồn. Dạ như đó thôi. Nó chỉ giống thôi nhưng mà xuống chưa giống lắm. Nhưng mà em thấy rất là hay. Tại vì em đang phân tâm quên kìa. Là bởi vì từ cái giọng của nghệ sĩ Minh Vương là một cái giọng của kép, kép đẹp, một cái giọng sáng. Rồi qua giọng của chú Thanh Nam là một cái giọng hài, giọng hề nữa. Mà bạn làm hai cái màu sắc hoàn toàn khác nhau như vậy là quá hay rồi ạ. Chị chỉ cho em một cái câu như thế này thôi à Trọng ơi. Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Trời ơi. Cảm ơn chị hai. Bình Trọng ơi, em nhớ một điều khi mà em bước vào vòng trong nữa đó, là mình phải tìm những cái gì đặc sắc với của Minh Dương để mình thể hiện. Còn ra ngoài thì em có thể em ca giọng của Bình Trọng, nhưng đến với chương trình nghệ sĩ thần tượng này em phải làm sao càng vô trong càng giống hơn. Em mà để mái tóc nữa thì em sẽ giống Minh Dương luôn. Anh ơi, cái đó để những cái vòng sau nữa. Khi mà đến cái vòng mà nhập vai đấy, hãy đợi đấy, hãy đợi đấy. Cái vòng gọi là nhập vai thì nhập lúc đó vai. Là các bạn sẽ phải nhập vai thành những cái vai diễn mà những người nghệ sĩ thần tượng đã từng thể hiện qua. Thì chắc chắn lúc đó là sẽ hóa trang rồi phục trang tất cả mọi cái. Và lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận rằng các bạn ấy giống với thần tượng của mình đến mức độ nào. Nè, nhìn thấy cái người này là cái tâm huyết người này, nếu mà đi sâu vào trong nữa nó sẽ còn nhiều cái đặc sắc hơn nữa đúng không? Hãy đợi đấy. Hãy đợi đấy. Nói một câu gì đó hứa hẹn cho ban giám khảo nè. Dạ thì cũng tới đâu thì hay tới đó chứ vì sao giờ. Trời ơi, bữa nay mấy ông thí sinh của mình nó hiền hết sức luôn rồi đó, cậy hoài mới nói được một câu như đó thôi đó. Và giám khảo cứ chờ đi, khán giả cứ chờ đi nha. Và nếu như Bình Trọng có cơ hội vào những vòng trong thì chắc chắn là bạn ấy sẽ mang đến thêm những cái tiết mục tuyệt vời. Một lần nữa chúc mừng Bình Trọng. Dạ thưa quý vị, khi nhắc đến danh ca Minh Cảnh thì chúng ta biết rằng là người nghệ sĩ này có một giọng hát trời phú rất đẹp. Và cái cách hát của nghệ sĩ Minh Cảnh nó cũng rất là đặc biệt và nó rất là khó để chúng ta có thể bắt chước. Giống như là các vị giám khảo nói từ đầu, đó là ngoài cái làn hơi, ngoài cái chất giọng, cái âm sắc ra, thì cái cách chia câu, cái cách chẻ nhịp của nghệ sĩ Minh Cảnh cũng là một cái điều để không phải ai cũng có thể bắt chước. Và chính điều đó tạo thành một cái điểm nhấn, một cái đặc trưng riêng của người nghệ sĩ tài năng này. Và khi nhắc đến nghệ sĩ Minh Cảnh, chúng ta cũng sẽ nhắc đến một cái bài ca rất là nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu, bài Tu Là Cội Phúc. Và với bài ca này thì nghệ sĩ Minh Cảnh đã càng đến gần hơn với số đông quý vị khán thính giả. Và ngay bây giờ trên sân khấu chúng ta sẽ là phần hóa thân thành nghệ sĩ Minh Cảnh với bài Tu Là Cội Phúc. Đó chính là thí sinh Văn Bến.
nở quỳ bên chánh điện. Khi chuông chùa vừa đêm tiếng công phu, tinh nữ ơi nguyện do nào người muốn đi tu, vui kinh kệ và quen mùi đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã giác ngộ hay dần dương ở trần, người đi tu vì chán mùi chung đình và cảm thấy cuộc đời là hô thầm rành sâu, hay là vì một phút mới giận hờn ghen tức khổ đau, tinh nữ mới toàn mượn cửa am thiền để chôn lấp mạch sầu thương và phôi pha nỗi niềm đau khổ. Dạ thưa quý vị, thí sinh Văn Bến vừa mới hoàn thành phần thi của mình với một bài tân cổ mà với cái giọng hát của nghệ sĩ Minh Cảnh. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo ạ. Xin mời nghệ sĩ Kim Tử Long. Anh Bến ơi, trước tiên là em rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng. Anh là một giọng hát, không phải là anh không thể hiện được hết khả năng của anh, mà em biết được hôm nay anh sức khỏe anh không có tốt. Và đặc biệt hơn nữa là
Em cảm ơn anh đã giữ luôn cả một cái cách hát của danh ca Minh Cảnh. Vì nếu mà hát cái bài này mà hát mà kiểu dạng mà nhịp bình thường á, nhịp đôi bình thường thì nó quá dễ rồi. Nhưng mà anh lại ngược lại, anh lại quyết tâm anh hát giống theo cái nhịp của anh Hai Minh Cảnh. Nhưng mà em nói cho anh biết đó là một con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta hát đúng theo cái nhịp đó và thả hồn vào trong cái bài ca thì nó sẽ rất là tuyệt vời, nếu đúng nhịp. Còn nếu như chúng ta hát theo cái nhịp đó mà chúng ta không giữ được nhịp thì nó sẽ loạn choạng ngay lập tức. Đó, thì thấy rõ ràng là anh bị loạn choạng trong nhịp. Nhưng cách ca của anh là chính xác, là cách ca của danh ca Minh Cảnh. Em không biết là hai cái người ban giám khảo hai bên của em như thế nào, nhưng đối với em thì em là người luôn luôn ủng hộ anh. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tư Long. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Thanh Hằng cũng là người luôn luôn ủng hộ anh. Phải nói trân trọng cảm ơn tất cả quý thí sinh rất là nhiều. Phải nói là anh đến đúng với cái tinh thần là thần tượng. Thần tượng một nghệ sĩ. Và không biết anh có rung không? Anh có rung không anh Bến? Cũng hồi hộp. Cũng hồi hộp lắm hả? Em nghĩ chắc là đến với một cái sân khấu lớn như vậy anh rung là đúng rồi. Nhưng mà em vẫn luôn ủng hộ anh với cái tinh thần của anh. Mặc dù là như anh Long đã nói rồi, anh cố tình anh ca cho đúng nhịp luôn, nhưng mà tại vì mình chưa cứng á, mà mình ca như vậy nó sẽ thành con dao hai lưỡi, cho nên anh loạn choạng. Nhưng mà trong cái loạn choạng đó, mọi người chúng em nhìn thấy được cái cố gắng hết sức của anh rồi, cho nên là tán thưởng anh với cái tinh thần của anh đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Dạ, và chúc mừng chú cũng đã hoàn thành phần thi của mình nha. Kết quả ra sao lát nữa mình biết. Dạ thưa quý vị, chúng ta biết đến nghệ sĩ Mỹ Châu là một giọng ca rất là đặc trưng của cải lương miền Nam. Và cô được phát hiện từ khi mới có 7 tuổi thôi. 7 tuổi là cô đã được nhiều người phát hiện bởi cái giọng ca của mình trong một cái lần cô hát cải lương ngay tại trường. Và đến năm 11 tuổi là cô đã đi qua rất là nhiều những đoàn hát. Đến năm 12 tuổi thì cô được mời về ban Thành Công, rồi sau đó là đoàn Kim Chung, rồi đoàn Thủ Đô. Và đến năm này cô cũng là đào chánh của đoàn Thủ Đô 2. Và với cái giọng hát trầm đặc biệt của mình cũng như là lối ca diễn sang trọng của cô đã lấy được trái tim, tình cảm của biết bao nhiêu thế hệ khán giả. Và cũng chính bởi cái giọng trầm đặc biệt đó cho nên là trong cải lương đã có riêng một cái dây mà ta gọi là dây Mỹ Châu, tức là chỉ có cô Mỹ Châu ca cái dây đó mà thôi. Và ngày hôm nay Sơn Tùng sẽ mang đến cho chúng ta với giọng hát đó, với hình ảnh của nghệ sĩ Mỹ Châu qua bài Xuân Đất Khách. Mời mọi người cùng lắng nghe. Sao hương vị ở quê nhà. Dưa hấu gò công gửi ngô biên hoa, rượu bà điểm ném chua Thủ Đức, cam cái bè măng cũng lấy thương.
sầu riêng ngon ngọt biết bao nhiêu. Cơm nấu gạo nấu chồi thơm bát ngát, mùi nhang khói lặng trong tiếng pháo. Mấy cành mai nở rộ đón giao thừa. Trong thấy cảnh xuân xưa, ngày về quê cũ vẫn nay lành mãi luôn. Xuân năm trước hẹn mùa xuân tới, xuân năm này hẹn đơn xuân sớm. Âm thầm năm tháng qua mau, xuân này đến nữa là bao xuân rồi. Đường lạnh lẽo đứng chơ chơ, vài chiếc lá vật vờ bay trước vô. Tuyết rơi trăng xóa bên cầu, mùa xuân đất khách ai sầu hơn ai. Vậy chúng ta vừa đến với phần thi của thí sinh Sơn Tùng qua bài Xuân Đức Khách với giọng ca, với hình tượng của nghệ sĩ Mỹ Châu. Em hát cái bài này em cảm nhận như thế nào? Sao mà em hát em tuổi thân quá. Sao tuổi vậy? Không biết sao tự nhiên em muốn nó rơi rơi nước mắt vậy đó. Một cái sự nỗi niềm cô đơn của một người tha hương, chị cảm thấy chị xúc động lắm. Chị xúc động vô cùng muốn rơi nước mắt luôn. Cảm ơn. Dạ. Có lẽ là bởi vì chị Thanh Hằng cũng đã từng có một khoảng thời gian sống ở nước ngoài, cho nên là khi nghe cái bài này chị dễ chạm vào cảm xúc của mình hơn, đúng không ạ? Nhìn thấy hình ảnh rồi thấy cái dáng của Tùng bước ra, cái chị cảm thấy nó trong cái mùa đông ở nước ngoài nó lạnh lẽo lắm em, cho nên thấy vậy cái mình cảm thấy mình xúc động quá. Dạ, chị Hằng chắc cũng đã từng nhiều lần đi diễn cùng với cô Mỹ Châu phải không ạ? Có em, chị dạ. Rất là coi như là cùng với lại cô, là quay với cô rất là nhiều luôn. Và cô là bạn thân với của ba chị mà. Chị rất mê cô Năm mà là từ lúc mà chị còn nhỏ. Lúc đó chị ở nhà ngoại là mới có 9-10 tuổi thôi. Là mở cái cassette, băng cassette Tiêu Anh Phụng ra đó, là cô Năm đóng vai Tiêu Anh Phụng. Rồi em của chị là con Ngân Quỳnh. Hai chị em mới giành hát, mới giành vai chị quýnh con Ngân Quỳnh. Tại vì chị đòi hát cái vai Tiêu Anh Phụng của vai của cô Năm mà. Dành hát mà người ta dành ổng lợi đánh người ta là sao? Thì đó làm chị rồi quánh miếng mà tại mê giọng ca cô Năm lắm, mà trong nhất là trong lòng câu. Trong cái lòng câu cô Năm thả phải nói tuyệt vời luôn em ơi. Mê lắm, nhưng mà chắc giọng chị nó không có thích hợp với lại cái giọng của cô Năm, cho nên là chị không dám nữa chứ. Nhưng mà chị cũng len lén, chị cũng xen vô một hai chữ nào của cô Năm đó để chị đem về cho chị. Dạ, cảm ơn giám khảo Thành Hằng. Xin mời anh Kim Tư Long ạ. Ngày hôm nay thì anh rất là khen em, càng ngày em càng chỉnh chu về mặt ngoại hình. Cảm ơn anh. Em đẹp hơn, em mặc đồ và em chọn cho mình cái phục trang giống như cô Năm Mỹ Châu, gần đến 90%. Tóc tai là như chị Hằng đã nói. Khi mà em ca vòng đầu là anh hỏi chị Mỹ Liên, trời ơi ai vậy? Nói Sơn Tùng là nó thôi, Sơn Tùng thì nói làm gì nữa. Nhưng mà về ngoại hình thì anh quá ngạc nhiên. Chị Mỹ Châu được mệnh danh là một giọng hát liêu trai. Vì vậy cho nên là cách em hát là giống như chị. Cách chị hát giống như là chị ru hồn người ta. Nghe không cần phải rỗng rãng đâu mà ngồi nghe. Nhưng mà khi mà nghe chị Mỹ Châu rồi á, là cứ nghe thấm từng chữ, chứ không phải từng câu nữa nha. Từng chữ của chị buông ra thì em có được cái lợi thế đó. Hy vọng rằng với nghệ sĩ Thần Tượng em sẽ được tỏa sáng với chương trình này,
với một cái ngoại hình này thì anh chắc rằng sau cái nghệ sĩ Thần Tượng, em sẽ là một nhân tố đặc biệt cho sân khấu cải lương. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Dạ, xin mời từ ý kiến từ giám khảo Thoại Mỹ. Chị nghĩ là nếu chương trình này phát sóng ra, cô Năm dù là ở nước ngoài nhưng cô Năm xem thì chắc là cô Năm thích lắm, thương lắm và sẽ có rất là nhiều xúc động. Tại vì mọi người ai cũng công nhận là Sơn Tùng giống cô Năm Mỹ Châu, nhưng cô Năm gọi về cho Mỹ, con phải chỉnh Sơn Tùng lại. Cái câu xuống giọng cổ của cô Năm đừng cố tình như vậy mà phải thả cho nó nhẹ. Đúng, đừng rồi, có quặn xuống để làm cho nó giống, nó cường điệu quá thì nó sẽ không hay và nó sẽ không còn giống cô nữa. Đó, cô Năm chia sẻ cái điều đó. Mà em biết, một tài danh, một cây đa cây đề cho mình dù là một lời nhỏ thôi, em thấy rất là quý giá. Và những cái lời của cô Năm dặn dò chị Mỹ, chị Mỹ đã truyền đạt lại cho Sơn Tùng. Và hôm nay Sơn Tùng vô mấy câu giọng cổ từ đầu chương trình cho tới bây giờ thì là Sơn Tùng từng bước em tiến bộ và em thay đổi rất là rõ ràng. Cái cách nhắc nhở của Thoại Mỹ chị cũng để ý đó. Hôm trước thì chị cũng có dịp để hát chung cùng với lại Sơn Tùng. Thì Sơn Tùng có những cái xuống giọng cổ đó. Dạ. Em xuống giọng cổ cái em rất là cố tình để cho xuống giống cô Mỹ Châu. Dạ. Nhưng mà có một cái là phải nói đây là một cái lời coi như là cô Mỹ Châu đã điện thoại để nhắc nhở Thoại Mỹ, nhắc lại cho Sơn Tùng. Đó là một cái điều đáng quý báu vô cùng luôn. Tùng ơi, giữ vững như thế này hoài để mà ghi sâu trong trái tim mình, để một cái ơn nghĩa của một người nghệ sĩ mà bậc tiền bối đã để lại cho mình. Chỉ nhắc nhẹ như thế thôi. Nhắc nhẹ rồi chỉ cho Tùng ca lại đó. Để hôm nay khi mà Tùng xuống giọng cổ nó rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng, rất không là còn lạ, bị cường điệu như là ngày khác xưa hơn nữa. Trước rất nhiều. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo đã góp ý cho Tùng cũng như là những câu chuyện chia sẻ cho chúng ta hiểu rõ hơn về một người nghệ sĩ thần tượng, đó chính là nghệ sĩ Mỹ Châu. Cảm ơn các vị trong ban giám khảo và chúc mừng em đã hoàn thành phần thi của mình. Dạ thưa quý vị, khi nhắc đến nghệ sĩ Tấn Tài thì chúng ta nhớ ngay đến một cái làn hơi vô cùng đặc biệt. Cái cách hát, cái cách buông câu, cách nhả chữ cũng rất là đặc biệt và ấn tượng với quý vị khán giả trong suốt nhiều năm vừa qua. Cho nên là nghệ sĩ Tấn Tài đã từng được quý vị khán giả yêu thương tặng cho danh hiệu là ông hoàng đĩa nhựa. Và ngày hôm nay một lần nữa chúng ta sẽ nghe lại giọng ca với cái hơi hướng giống như nghệ sĩ Tấn Tài, bày tỏ cái tình yêu thương của mình với một người nghệ sĩ lớn trong làng nghệ thuật cải lương từ phía thí sinh Thanh Hiền. Và Thanh Hiền sẽ mang đến cho chúng ta một bài hát của soạn giả Viễn Châu, Bông Ô Môi. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bông cuốn rụng đầy trên sông, nhìn mây trời mong kẻ ly hương này đã quay về, sao trong dạ não này hồi chuông buồn từ xa vắng bên bờ. Nhìn qua lá rơi cơn gió đưa theo nước sông buồn trôi. Bên nước năm xưa chỉ còn cội đá già chớm vơ rổ bóng. Gió đông ơi lòng ta đã ớn lạnh sao, gió đông còn thổi làm chi cho bông ô môi rủ cánh rung tới bờ. Người cũ giờ đây sao vắng già đâu rồi, mây lang thang bay về nơi vô định, sương khói nhạt nhòa qua thấm cũng buồn trôi. Mười năm rồi còn chi nữa em
gót phong sương. Em ở đây dưới bốn bề khói lửa. Làm sao ngày tôi sang nhà em ăn bát canh mồng tơi với nồi cơm gạo mới, rồi chia tay từ giả để lên đường. Em bơi xuồng ba lá tiễn đưa tôi tới tận đầu làng. Khi chia tay cả hai còn bình rình, nước mắt đôi dòng cứ ràn rủa trào tuôn. Về đi em lo rẫy bãi nương khoai, mình còn gặp gỡ khi thanh bình trở lại. Dù xa cách đầu non hay cuối bài, tôi dái dàng trời cho quê ngoại bình. Phú hồn. Thở phào nhẹ nhõm hả em? Sao? Nói anh nghe coi cảm giác mình giờ thi xong thế sao nè? Cảm giác thì khỏe nhưng mà cũng vẫn còn run anh. Thi xong khỏe nhưng mà vẫn còn run. Em có thấy các vị giám khảo hỗ trợ mình không? Dạ có. À, rồi khán giả cũng cổ vũ cho mình quá trời luôn. Dạ. À, rồi nên là mình cứ tự tin nha. Xin mời các anh chị trong ban giám khảo ạ. À, mời chị Hằng. Trời ơi, sao mà thấy đứt ruột vậy đó hả? Tại vì là một người nghệ sĩ như các anh chị ngồi trên này, chỉ là những người nghệ sĩ thôi mà các em đã yêu quý, mà các em đã đến đây để mang hết tất cả những gì mà cái bằng là cái gan dạ của các em để các em đứng lên trên sân khấu này, là cái đó là cái điều gọi là dũng cảm. Dũng cảm lắm luôn đó. Nên là em đứng em ca hết hai câu vòng cổ, em không tốt mồ hôi hột, mà dưới này ban giám khảo tốt mồ hôi hột hết. Phải nói thật rồi là cảm ơn em rất là nhiều lắm. Dạ xin mời chị Thầy Mỹ ạ. À. Công nhận nhưng mà vô câu vòng cổ đã thiệt nha. Yeah, dễ thương lắm. Vô câu vòng cổ chữ nào cũng giống chú Tấn Tài hết trơn á. Có nhiều nhiều khi là mình không biết nhịp á, thành ra là mình ca mình bị phân tâm. Chứ nếu mà em mà biết nhịp, chị nghĩ cái hơi của em nó đã ngọt, nó mùi rồi. Ừ. Mà giống nữa thì em sẽ ok lắm đó. Bây giờ có chịu không, ca lại mà không có đờn, để em vỗ từng chữ cho mấy anh chị nghe em. Và quý vị khán giả nghe đi. Nha. Em dạ, cao vô tướng rồi đó. Em ơi, em bây giờ em cứ tưởng tượng như thế này nha. Ở đây đừng có nghĩ là khán giả gì trơn, đừng có ông đó. Em cứ tưởng tượng em đang ngồi ở một cái bờ sông nào đó, trong một buổi tối, tiếng ẩn ương nè, tiếng dế nè, bắt đầu em ca không thôi. Đó, tiếng dế kêu nữa tao. Ca tiếng dế kêu. Chấp cho anh thử coi nha. Rồi. Bông ngô môi. Ca không cần đờn, ca không đờn nha. Thoải mái em luôn. Ca cho hay nha. Bờ nước năm xưa chỉ còn cội đá già, chớ vơ rượu bông. Xuất sắc. Gió đông ơi lòng ta đà ớn lạnh sao, gió đông còn thổi làm chi cho bông ô môi rủ cánh rung tơi bời. Hay quá. Tiếp luôn em. Cả tiếp luôn. Người cũ giờ đây đã vắng già lâu rồi, mây lang thang bay về nơi vô định, sương khói nhạt nhòa qua thấm cũng buông trôi. Hay, giống ghê không? 10 năm rồi còn chi nữa em ơi. Đó, diễn thấy mình chưa? Xa nhau môi kẽ một phương buồn. Tôi giang hồ đã mỏi gót phong sương, em ở đây dưới bốn bề khói lửa. Hay quá. Dạ xin mời anh Kim Tử Long cho ý kiến ạ. Anh chỉ mong rằng em cố gắng làm sao, em đã có giọng rồi, sau chương trình này
dù có vào trong hay không, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là em hãy về học, học nghiệp để sau này anh Thoại Mỹ hay Thanh Hằng hay hàng triệu khán giả sẽ nhìn thấy một thanh hiền, chững chạc, chuyên nghiệp đứng trên sân khấu cải lương để hát một bài tân cổ thật là tuyệt vời với thần tượng Tấn Tài. Ha. Dạ, cảm ơn các anh chị trong ban giám khảo ạ. Rồi, bây giờ vào trong nghỉ ngơi chờ đợi kết quả nha. Chúc em may mắn. Dạ thưa quý vị, như vậy là các thí sinh ngày hôm nay đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ mọi cái tùy thuộc vào ban giám khảo, họ sẽ lựa chọn xem những thí sinh nào có thể đi tiếp cùng với nghệ sĩ thần tượng. Xin mời các thí sinh quay trở lại sân khấu để nghe kết quả. Ngày hôm nay các thí sinh của chúng ta đã mang đến những cái phần trình diễn khi họ hóa thân thành những thần tượng mà họ yêu mến, đó là nghệ sĩ Minh Vương, nghệ sĩ Minh Cảnh, nghệ sĩ Mỹ Châu và nghệ sĩ Tấn Tài. Và sau một hồi bàn bạc với nhau, cũng có những sự tranh cãi nhẹ nhẹ, cũng có xào xáo lục đục từ phía ban giám khảo. Vậy thì bây giờ không biết ai sẽ là đại diện ban giám khảo để công bố kết quả đêm nay à? Chị Thoại Mỹ nha. Ôi, chị Hằng đi. Hay là anh Long vậy? Không, chị cảm thấy chị không hài lòng. Sao vậy? Không hài lòng nãy gì? Giờ cái sự bàn bạc của giám khảo là chị không cảm thấy chị không hài lòng. Không hài sao lòng không sao hài lòng? Nói đi. Mỗi người có một ý. Chị thì chị thích Bình Trọng, còn em thì em thích anh Bến sao? Vậy thì bây giờ em xin mời người lớn tuổi nhất trong ban giám khảo, người có con bướm bự nhất trên áo, đó là nghệ sĩ Thanh Hằng, sẽ đại diện ban giám khảo công bố kết quả. Dạ, chị cũng rất là trân trọng, cảm ơn quý thí sinh đã đến cùng với nghệ sĩ thần tượng này. Và bây giờ nói gì? Thôi chị nói đi, em không có dám nói. Em giờ em nghe chị, em nghe chị phân tích mà tim em nó muốn chết lặng đây nè. Thì bây giờ xin chúc mừng Nguyễn Bình Trọng. Hết rồi. Có người hả chị? Ủa thì người chọn người đâu chị? Hết hả? Còn nữa chứ? Còn nữa hả? Ừ. Đừng nói hợp lại lần nữa này. Và người đi tiếp cho cùng với lại chương trình nghệ sĩ thần tượng nữa, xin chúc mừng thí sinh Sơn Tùng. Và Thanh Hằng cũng xin trân trọng chia tay cùng với lại hai thí sinh, đó là Thanh Hiền và anh Bến. Dạ. Mong rằng là các bạn sẽ thông cảm cho. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo ạ. Và như vậy là chúng ta biết hai thí sinh, đó là Bình Trọng cùng với Sơn Tùng, sẽ là hai thí sinh đi tiếp cùng với nghệ sĩ thần tượng. Và cảm ơn chú Văn Bến cũng như là cảm ơn Thanh Hiền đã đến với nghệ sĩ thần tượng. Và mong rằng chú Bến cũng như là Hiền sẽ tiếp tục giữ được tinh thần và cái tình yêu dành cho sân khấu cải lương, và có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau ở mùa thứ hai. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình nghệ sĩ thần tượng cũng xin được phép kết thúc. Và tuần sau chúng ta vẫn sẽ lại tiếp tục đến với 4 thí sinh khác với 4 thần tượng mà họ đã lựa chọn. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Dưới ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ thần tượng tuần này là sự hóa thân vào các giọng ca kinh điển. Như bụi ra đi trắng xóa trong mưa, đôi mắt người thương như bồi hồi đưa tiền xưa, là đón em là một vùng tuyết phủ đông lạnh, từng cơn xe sắc lệ thương. Phương Hằng. Phương trời nào ai còn nhớ chăng hả? Nơi cho ông xưa quê ngày ngày vẫn con đò quê. Anh rất là ngưỡng mộ em. Em là một hiện tượng. Nhớ một người chị mới đây có mấy tháng thôi mà đã xa nhau rồi. Giọng ca vàng không có bao giờ, không có ai mà thay thế được hết.
Và bây giờ là sự xuất hiện của MC Đại Việt. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng cho đài truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Và hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền Vĩnh Long 1, chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình này. Và ngày hôm sau, chương trình sẽ còn được phát lại vào lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Mọi người nhớ khung giờ này để mà đón xem nha. Và thưa quý vị, với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng thì chúng ta thấy rằng đây thật sự là một nơi để chúng ta nhớ và chúng ta tôn vinh những giá trị nghệ thuật của sân khấu cải lương, cũng như là những bậc tài danh, những bậc tiền bối của sân khấu cải lương, những người của thế hệ trước. Nhưng những giá trị, những sản phẩm, những vai diễn nghệ thuật mà họ để lại cho đời thì vẫn còn tồn tại mãi mãi. Và thế hệ trẻ sẽ là những người tiếp nối với niềm đam mê nghệ thuật cải lương của mình. Họ sẽ hóa thân thành những thần tượng mà mình yêu thích, để mong muốn truyền tải đến tình yêu của mình với tất cả quý vị khán giả, cũng như là thắp thêm ngọn lửa tình yêu dành cho sân khấu cải lương nơi các bạn trẻ. Và để có được một chương trình thành công và hoành tráng như thế này, là một sân chơi bổ ích cho những người đam mê cải lương, thì chúng ta phải gửi lời cảm ơn đến rất là nhiều người. Trước tiên là sự ủng hộ, là sự yêu thương từ phía quý vị khán giả theo dõi chương trình. Và sau đó phải gửi lời cảm ơn đến tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, giám đốc nghệ thuật là nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc cùng với soạn giả Tô Thiên Kiều. Còn ngay tại trường quay của chúng tôi thì để có không khí tưng bừng náo nhiệt và hỗ trợ tinh thần cho các thí sinh, thì chúng ta phải cảm ơn các khán giả có mặt tại trường quay và làm nên thành công cho các tiết mục của các thí sinh. Xin được gửi lời cảm ơn đến ban nhạc Duy Kim. Và ban nhạc sẽ là những người hỗ trợ để nâng đỡ các thí sinh, và những người mà sẽ giúp cho các thí sinh nhận ra điểm hay hoặc là những điểm nào mà chưa hoàn thiện của mình qua những phần thi, đó chính là ban giám khảo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón ban giám khảo của chương trình. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón nghệ sĩ Thanh Hằng. Và cặp đôi giám khảo được yêu thích nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Đẹp vậy? Lý do gì mà ban giám khảo bên ấy đẹp vậy? Đi ra cùng tông với nhau đẹp xuất sắc luôn. Tại sao? Qua bao nhiêu năm đứng trên sân khấu rồi, cũng từ Nam ra Bắc, rồi không biết bao nhiêu cái chuyến lưu diễn mà phải dầm mưa dãi nắng, đi ghe, đi đò, đi xuồng, ngủ trọ nhà dân, thậm chí mình ngủ bờ, ngủ bụi. Vậy mà đến ngày hôm nay các anh chị vẫn giữ cho mình được cái sự thanh xuân trong nghệ thuật và cả cuộc sống nữa. Chị Thanh Hằng và Thoại Mỹ uống sữa cao. Uống sữa cao, cao, cao. Bởi vì bữa hôm nay hai người quá trời cao. Uống sữa cao hả anh? Uống sữa cao. Uống con ly tự nhiên cao liền vậy đó. Chị hai, hôm nay em nhìn thấy chị trẻ hơn, đẹp hơn. Đến ngày hôm nay vẫn giữ được một cái sắc đẹp như thế này. Trời ơi, tự tin quá. Tự tin quá chị hai. Sắc đẹp như thế này, nó chết trời ơi. Thanh xuân trong vai diễn của mình và thanh xuân cả cuộc sống đời thường nữa. Chị tự tin quá. Tại em mới nói chị đẹp, thì chị phải tự tin cái điều đó. Đó là chính nhờ một cái sự gọi là quan trọng vô cùng, lớn vô cùng và tri ân vô cùng. Đó là sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả đó, đã là một cái động lực lớn cho tất cả anh chị em nghệ sĩ chúng tôi có một cái tinh thần lạc quan thoải mái để đem hết những gì tươi đẹp nhất, những gì tốt đẹp nhất của sân khấu để cống hiến và phục vụ cho quý vị khán giả thương yêu. Dạ, cảm ơn chị Hằng. Còn với chị Mỹ thì sao ạ? Chị cũng vậy thôi. Chị nhớ là hình như là cái tập nào Đại Nghĩa cũng khen chị đẹp phải không? Dạ, tại vì tập nào chị cũng đẹp. Phải mà dạ. Mà có thiệt vậy không anh Long, cho em tự tin chút coi. Em vừa đẹp mà em vừa cao nữa. Thôi không sao đâu, chút nữa em vừa mang đôi dép thấp thấp để cho xứng với anh nha. Đẹp đôi không? Đẹp đôi không? Chúc quý vị mọi người ơi. Phần thi đầu tiên là phần thi mang tên Hội Ngộ, có nghĩa là trên sân khấu của chúng tôi sẽ xuất hiện cùng một lúc 4 thí sinh, nhưng mà chúng ta cũng chưa nhìn rõ diện mạo của họ đâu. Chúng tôi cũng không tiết lộ cái thần tượng mà họ đã lựa chọn để hóa thân là ai. Chúng ta sẽ lắng nghe
và chúng ta sẽ đoán xem cái người mà họ lựa chọn là thần tượng và họ đang hóa thân là nghệ sĩ nào nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến vòng thi đầu tiên, vòng thi hội ngộ. Trời lạnh giá từng hồi cơn gió thổi, bông tuyết rơi, từng bông tuyết rơi rơi. Giống Minh Phụng vậy ta. Thu bơ vơ phiêu bạc xứ người. Minh Dương thương nhớ lắm quê nghèo mùa mưa. Chiều ở nơi đây trăng sáng quanh ta một vùng trời tuyết phù. Ôi mùa đông xứ người buồn ba cái lạnh từ đâu như băng giá linh hồn. Nhìn xa xa từng sợi nắng mưa dần. Thấp thoáng đâu đây tiếng nhạc lòng nhẹ nhẹ, có ai dạo lên bài giả cổ hoài lang. Ngó lại quanh mình trơ trọi có ai đâu, thì ra tiếng hát vang lên từ tâm khảm, như tiếng lòng của một kẻ tha hương. Giữa chiều đông buồn nhớ thương về quê cũ. Phương trời nào ai còn nhớ chăng hả? Nơi chốn xưa quê ngày 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 bấm con đò quê. Năm tháng chưa hề phôi phai. Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương quá. Như bụi đưa đi trắng xóa trong mưa, đôi mắt người thương như bồi hồi đưa tiền xứ lạ đón em. Là một vùng tuyết phủ đông lạnh, từng cơn xe sắc lệ thương. Phương Hằng. Mấy mươi năm đời tôi giả cơ cầu, đêm từng mùa đông buồn nơi đất khách. Hồi quê mình mưa nắng mấy mùa qua, xuân của quê nhà trời đất đã trổ qua. Mà sao nơi đây vẫn đường trần phiêu lãng bao ngày qua. Phương trời xa nhớ thương quê nhà hiu hắt, tuyết rơi mỗi khi đông về. Trong gió nghe nào nói về quê nhà ta.
đông mấy bận tuyết rơi mấy mùa mong đời. Lòng băn khoăn nỗi niềm hoài giọng cô hương ơi sao cách biệt muôn trùng. Ngày lặng đêm nghe gió lạnh náo lòng, chỉ thấy bơ vơ nỗi niềm đóng lạnh ta ở phương này mà hồn vớ gì đâu. Nhớ mưa đầu mùa tắm mát giữa dòng sông, nhớ nắng hạ chói chang ta gặt lúa trên đồng. Mà bây giờ tình ảnh đó xa xôi, đợi mùa đông qua xuôi giá buốt tâm hồn. Duyên duyên quá. Duyên cũng giống thôi nha. Mùa đông bông tuyết rơi rơi, ta nghe trong gió từng lời thương nỗi lòng một kẻ thương. Nhìn bông tuyết rụng mà ngỡ như mưa ở quê nhà. Lá chớ trên cây theo gió rụng lá đà, hỏi người đi và hỏi người ở lại, hai phương trời có đợi chờ nhau. Đông chưa tàn trong tiếng nhạc lao thao, người có thấy mùa phương đang mời rồi. Quê hương và em vẫn ngóng trong dời dời, một người đi hò hẹn lúc tương phùng. Gió đông thôi lặng thơ bài, nhớ cho người nhớ lời thề năm xưa. Cố hương thương mấy cho vừa, đông quá phương lại sao người chưa quay về. Wow. Xinh quá à, chị ơi. Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thi hội ngộ 4 thí sinh của ngày hôm nay. Ban giám khảo cảm thấy như thế nào khi chúng ta vừa đến với cái phần hội ngộ này? Chị cảm động quá à. Thì mỗi một nhân vật mang máng một cái hình ảnh của một người nghệ sĩ, của một bậc tiền bối đã hiện lên. Phải nói thật sự rằng là ở dưới này ba vị giám khảo chúng tôi ngồi đây xúc động lắm. Dạ. Đó là cảm xúc của ban giám khảo. Còn bây giờ trước khi để ban giám khảo đoán xem những thần tượng mà họ hóa thân là ai, thì các bạn hãy giới thiệu qua một chút về mình nha. Xin kính chào ban giám khảo, kính chào MC Đại Nghĩa và quý khán giả xem đài. Tôi tên là Lưu Phước Quang, quê ở Cần Thơ. Phước Quang quê ở Cần Thơ, công việc hiện nay của mình là gì vậy Quang? Dạ, bây giờ là kế toán. Đó là Phước Quang. Xin mời thí sinh thứ hai. Mình tên là Hoàng Nhân, quê ở Cái Lẩy, Tiền Giang. Công việc hiện tại của Nhân là gì? Dạ hiện tại Hoàng Nhân đang làm công việc làm vườn trồng sầu riêng. Làm vườn trồng sầu riêng. Rồi bữa nay lên đây có mang trái nào theo không? Này đi gấp quá rồi không có mang theo. Đợt sau đi Đại Nghĩa ơi. Rồi đợt sau nghe, nếu như mình còn vào tiếp vòng trong. Vậy chứ nào giờ mình có đến với một cái sân khấu nào lớn như thế này chưa? Dạ chưa. Chưa. Thành ra dạ, còn hồi hộp. Cho nên cảm xúc của mình thế nào? Cũng hơi hồi hộp luôn nhưng mà rất là vui. Cảm ơn Hoàng Nhân. Tiếp theo mời em gái xinh đẹp nè. Con tên là Hoàng Thị Hồng Yến và con đến từ vùng đất An Giang. Yến năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 16. Trời ơi. Mình biết là mình hát cải lương hay và mình yêu thích cái bộ môn này từ năm mình bao nhiêu tuổi? Dạ từ năm con 3-4 tuổi là con đã đam mê. 3-4 tuổi thôi, lúc đó mình còn nhỏ quá, còn đang bập bẹ nói luôn đó. Sao mình đã đam mê cải lương rồi? Nhà có ai hát cải lương không? Dạ không, nhà con thì chỉ có 3 con đàn. Thì lúc nhỏ là con đã đi theo ba con đi hát luôn. Rồi cảm ơn con. Đây, cái nhân vật này làm mọi người ngỡ ngàng, sửng sốt khi mà bạn ấy cất tiếng hát lên. Giới thiệu về mình đi nào. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép con là Nhật Anh Dương xin kính chào ban giám khảo và quý khán giả xem đài, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Dễ cương dễ sợ.
Cái gì Dương nè? Dạ, Nhật Anh Dương. Nhật Anh Dương. Nhật Anh Dương sống ở đâu và công việc hiện nay là gì? Dạ, con đến từ ngã 7 của Hậu Giang. Và công việc hiện nay của con là lúc trước á, thì là con ở nhà phụ mẹ này nọ kia. Và bây giờ con được giống như cô chú thương, có kêu con đi hát ở đâu con hát ở đó. Là mình cũng đi hát ở dưới quê của mình thôi phải không Dương? Dạ, dạ đúng rồi ạ. Có tham gia cuộc thi nào chưa? Dạ chưa. À, bình thường là cái giọng nói mình dày luôn á hả? Dạ đúng rồi. À, đến nay là nhiêu tuổi rồi Dương? Dạ năm nay con 22 tuổi. Năm nay 22 tuổi và có một cái giọng hát rất là đặc biệt luôn nha. Và đó là một cái phần giới thiệu sơ qua về các bạn thí sinh đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ đến cái phần thử thách dành cho ban giám khảo. Mời ban giám khảo đoán các bạn thí sinh của chúng ta hôm nay hóa thân thành những thần tượng nào ạ? Chị hai em nói trước hay chị? Một thí sinh Lưu Phước Quang. À, khi nãy mà đèn chưa sáng lên là nghe em cất giọng hát lên rồi là ban giám khảo ngồi ở đây và khán giả cũng ngồi ở đây cũng lắng tai nghe thì thoang thoáng ở đâu có đó là tiếng của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Dạ thưa phải. Nghe cái chữ phải thôi cũng giống nữa. Phải dạ. Én cái chữ. Tắt đèn rồi nghe là tưởng đâu nghe trong cái băng cassette là cái tiếng của chú Minh Phụng rõ ràng luôn vậy đó. À, còn với Hoàng Nhân á thì rất là giống anh hai Minh Dương, rất là giống. Là giống nghệ sĩ Minh Dương. Có phải giống Hoàng Nhân? Dạ đúng ạ. Dạ hai người đầu tiên là chị Hằng đoán chính xác rồi đó. Bây giờ hai người còn lại nè, mời chị thêm ý. À, bé Yến ơi, khi mà bé Yến vô câu vòng cổ đó thì chị Mỹ nhận ra cái rơ ca của chị Phượng Hằng. Chị Mỹ nhận ra, không biết quý vị có thấy đúng như vậy không ạ? Dạ đúng rồi. Chính xác, dạ. À, em Dương, trời ơi sao không tưởng tượng luôn luôn dạ. Ghét quá à. Phải nói là vừa cất giọng lên là chị Mỹ ngồi không được, phải đứng luôn. Giống gì mà giống dễ sợ. Từ cái diễn, từ cái đưa tay đồ này kia nọ, diễn cũng giống chị Thanh Kim Huệ luôn hả anh chị ha? Giống gì mà giống dữ vậy? Bộ coi chị Huệ nhiều lắm hả? Dạ thì con cũng xin chia sẻ luôn là con sinh ra đó con không được may mắn như mọi người vì lúc nhỏ là mắt con đã bị mù hoàn toàn. Con nghe cô hát đi hát lại rồi khi mà con thấy được ánh sáng á, cái con cũng có hát bập bẹ. Cái nhiều cô chú nói á là con hát cái tiếng rất giống cô Thanh Kim Huệ, con nên hát vọng cổ đi. Rồi cái con hát từ nghe cô hát từ rồi cái thấm vô máu hồi nào con cũng không hay. Con đứng trên sân khấu này, đây là lần đầu tiên của con phải không? Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên con đứng trên sân khấu lớn như vậy ạ, cũng run lắm. Cái cưng dễ sợ nói chưa? Nói cái tiếng trả lời mình... y chang chị Huệ à. Ngày hôm nay chúng ta rất là bất ngờ với cái phần hóa thân này. Khi mà đèn còn tắt nha, các bạn kia hát, bạn này vẫn diễn say mê, vẫn đắm đuối. Vẫn đắm đuối mặc dù không ai thấy mặt mình cả. Lấy cảm xúc vẫn đắm đuối. Và mình thấy rằng cái tình yêu nghề của bạn rất là mãnh liệt. Dạ, đó là cái phần dự đoán của hai vị giám khảo về bốn bạn thí sinh hoàn toàn chính xác. Một tràng pháo tay dành cho hai vị giám khảo Thanh Thằng và Thoại Mỹ. Bây giờ thì em nhờ anh Kim Tư Long phân tích nhiều hơn một tí cho các bạn để các bạn có thể thấy rõ rằng là mình còn thiếu sót cái điểm gì hoặc là cái điểm nào mà các bạn đã làm được để tiếp tục phát huy. Xin mời giám khảo Kim Tư Long. Trước tiên là cho Kim Tư Long chào bốn thí sinh và cho Kim Tư Long được nói cái người nhỏ tuổi nhất, Hồng Yến. Con là một giọng hát hiếm, con là một nhân tố rất đẹp cho sân khấu cải lương về sắc vóc, về khuôn mặt. Và hôm nay con thể hiện Phượng Hằng thì là chú nhìn con giống như Phượng Hằng cách đây khoảng chừng 30 năm về trước. Phượng Hằng cũng như vậy, nhỏ nhắn như vậy, tóc cũng để như vậy, mặt mày cũng như vậy đó. Rất 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 là giống Phượng Hằng ngày xưa, hồi lúc còn nhỏ. Còn giọng của con, như khi con cất giọng lên thì vô giọng cổ đó, nghe nó có những chữ giống Phượng Hằng nhưng cái chất của con không phải là 100% là cô Phượng Hằng. Nếu như con được lọt vào vòng trong thì con hãy nghe kỹ cô Phượng Hằng hơn. Anh Quang, tôi nói thiệt, tôi ái mộ, tôi cũng thần tượng Minh Phụng lắm mà tôi không ngờ anh sao mà anh ca giống Minh Phụng quá trời quá đất. Còn với lại Nhân á thì hôm nay thì anh không biết là em có sức khỏe em như thế nào nhưng mà là em hát với giọng Minh Dương thì cũng chưa có phải là giống, nó có một cái chất giọng riêng của em. Chứ còn nếu mà nói giống về chú hai Minh Dương thì nó chỉ mới có được khoảng chừng 50% thôi. Dương ơi, anh rất là ngưỡng mộ em nha. Rất là ngưỡng mộ em. Thứ nhất anh ngưỡng mộ em là tâm hồn em rất lãng mạn. Yeah. Lãng mạn đây không phải là lãng mạn về tình cảm
mà lãng mạn trong nghệ thuật, là trong bóng đêm em vẫn diễn, mà em diễn một cách gọi là say mê đó, không có cần biết là xung quanh mình là ai cả. Sâu luôn. Ừ, mình chỉ biết rằng mình đang thả hồn vào cảm xúc lãng mạn của một cái bài hát. Đó là cái điểm mà cần nhất của một người nghệ sĩ mà em đang có. À, rồi anh chúc mừng em là em có một cái làn hơi giống như chị Thanh Kim Huệ. Nếu như em vào vòng trong nữa, hãy cố gắng lên, ngọt hơn, mềm hơn. Một cái nữa là anh nhắc cho em, chị Thanh Kim Huệ, chị không có xuống cái như hồi nãy của em giọng cổ. Chị Thanh Kim Huệ ít có như vậy lắm. Lâu lâu mới có một lần chỉ ca được như vậy thôi. Chứ còn thường là chỉ ca xuống giọng cổ ngọt thôi. Chị không có quằn xuống cái đó, mà nãy em có quặn. Cái dạ, cái quặn là cái gì anh Long có thể nói rõ hơn cho bạn hiểu cũng như là khán giả cái, hiểu không ạ? Cái cầu, cái cầu bắt đầu mà cái cầu đi xuống xuống đó. Và bây giờ Dương hát lại cái câu giọng cổ đó thôi để mình có thể hiểu rõ hơn những cái lời phân tích của giám khảo Kim Tử Long để mình rút kinh nghiệm nha. Dạ, dạ con xin phép hát nha. Đó, trời ơi nó dễ thương gì đó. Trời đông bông tuyết rơi rơi ta nghe trong gió từng lời thương nhớ. Đúng rồi đó, tiếp. Nói lòng một kẻ tha hương nhìn bông tuyết rụng mà ngỡ như mưa ở quê nhà. Đó, lâu phải. Hả? Không, quê quê cũng có lâu cũng có như vậy nha. Thì lâu lâu thôi à. Lâu lâu. 10 bài á thì chỉ mới có một câu như vậy thôi. Còn cái chính của chị á là không có cao quặng như vậy. Thì chính vì môi, chính vì Dương nó tìm được 10 bài mà có một bài Dương nó mới lấy cái mà bài đó nói anh nghe. Thiệt, đúng không? Cái quặng đó mới là khó đó. Dạ. Nhưng mà anh mong rằng em vào trong đó em phải lấy những cái gì chính của chị. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo đã có những lời nhận xét và những lời góp ý cho các thí sinh của chúng ta ngay vòng thi đầu tiên này. Giờ 4 thí sinh mình còn rung không? Dạ hết rung rồi. Yến sao nè con? Dạ dạ còn. Vẫn còn luôn hả? Bây giờ phải làm sao cho con hết rung? Cho con đi vô. Cho con vô. Cho con vô bên trong á phải không? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ dành cho các thí sinh một vài phút để họ chuẩn bị cho cái phần thi quan trọng tiếp theo là cái phần song ca nha. Mời các bạn. Và đây là vòng thi thứ hai của các bạn thí sinh. Đầu tiên sẽ là phần song ca của hai bạn Ngọc Yến cùng với Phước Quang khi hóa thân thành hình tượng của nghệ sĩ Minh Phụng và nghệ sĩ Phượng Hằng với bài Tân Cổ của tác giả Hoàng Song Việt, Nửa Đêm Ngoài Phố. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Chót trao nhau trọn đời để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về, và có biết đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm buồn không. Đêm xuống từ lâu em vẫn đi đâu giữa lòng phố nhỏ, đôi mắt thâm sâu như dương sầu trong nắng gió, để kiếp bèo mây thêm nặng số ba. Cho đêm này chỉ có một mình tôi, hãy vào đây mình tâm sự đôi lời, bằng tiếng ca buồn heo hắt giữa dành môi, chỉ một đêm thôi.
rồi mai này đôi ngả. Giờ cũng dày dặn nắng mưa, tôi cũng sống kiếp giang hồ phiêu lạc. Đời người con gái đã không tròn tuổi mộng thì có còn gì trao gửi bạn tình chung. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì yêu góp nhặt ân tình này, gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin đi kỷ niệm một đêm thôi. Giờ phút biệt ly mình còn gì nói, nơi em xin góp lại mớ tóc phong sương trên đôi bờ vai nhỏ và từ anh không hẹn buổi tao phùng. Em đi về đâu trong sương khói lạnh lùng, một cánh em
chiều trong thoáng đường. Dạ, thưa ban giám khảo, sau phần thi song ca vừa rồi của Phước Quang và Ngọc Yến thì các anh chị trong ban giám khảo cảm nhận như thế nào? Xin mời chị Thanh Hằng. Nói đến cái bài song ca Tân Cổ Giao Duyên Nửa Đêm Ngoài Phố này thì lại bước vào một bước nữa là Quang lại có một cái chất giọng cũng vẫn giữ vững, là coi như là cũng giống anh Năm Minh Phụng rất là nhiều luôn, cũng rất là giống. Nhưng có sợ là cái chuyện hơi khớp, cái đó là cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Tại vì Quang đâu phải là một người nghệ sĩ đứng thường xuyên trên sân khấu đâu. Cảm ơn cô Thạch Hằng. Em cứ yên tâm đó đi, không sao đâu. Ráng cố gắng bình tĩnh hơn nữa. Hy vọng rằng là Quang sẽ được vào trong nữa để Quang sẽ thể hiện thêm những cái trích đoạn. Chị rất chờ mong để nghe một cái giọng ca vàng, gọi là giọng ca vàng của chú Năm Minh Phụng nha. Cảm ơn Quang. Ngọc Yến, năm nay con mới có 16 tuổi thôi, con chưa thoát ra được hết. Mặc dù là con rất rất là thần tượng cô Phượng Hằng, đúng không? Con rất là thần tượng cô Phượng Hằng, nhưng mà có những cái kinh nghiệm và trải nghiệm cho trong cái những cái ưu điểm của cô Phượng Hằng con chưa có nắm vững vàng mấy. Phượng Hằng khi mà tống cái hơi lên để mà ca giờ vào câu giọng cổ đó, Phượng Hằng lấy cái lực thôi thôi ông ơi đó, coi như có những cái chữ mà Hằng coi như là Hằng chạy chữ có, rồi gịch trở lại ngân lại, rồi luyến lên rồi đều lái xuống đó. Đó cho nên Hằng có rất nhiều cái kỹ thuật rất là đặc biệt lắm. Dạ, mà để có được cái kỹ thuật mà luyến lấy mà đẩy lên xong rồi lèo lái xuống giống như chị nói thì phải là một cái làn hơi rất là khỏe đúng không ạ? Khỏe mà lại có một cái sự là rèn luyện, một cái sự rèn luyện để lấy hơi á, lấy hơi và giữ hơi á, con phải ráng cố gắng nhiều. Cố gắng nhiều, thật nhiều nữa. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Chào hai bạn. Quang ơi, chị Mỹ hỏi Quang nè, nếu mà bình thường đó mà em đừng có ca giống thần tượng của em á, em ca khác hay là lúc nào em cũng ca giống thần tượng của em? Dạ, chắc ca là giống. Thế mà ca là giống mà phải không? Là vì quá thần tượng luôn. Và cái cách ca của em là nó cũng giống vậy phải không? Cho nên là trong cái bài Tân Cổ Giao Duyên này, tuy không phải là cái bài để đời của chú Năm Minh Phụng, nhưng mà cái cách ca của em á, em xử lý, em lấy những cái của chú Năm Minh Phụng em xử lý cho cái bài hát của em. Cho nên là chị Mỹ thấy rõ là em thần tượng chú Minh Phụng. Và trong cái cách em ca nhạc cũng giống nữa, chứ không phải là ca giọng cổ không. Cho nên là chị Mỹ chúc mừng Quang và giữ cái phong độ này nha. Cảm ơn. Còn riêng bé Yến, Yến ca rất hay, rất ngọt, giọng tốt lắm. Nhưng chị Mỹ thấy em hóa thân chị Phượng Hằng chưa được. Ha, có cái câu 2 mà dứt câu 2 á, thì cái ngân thì em, chị Mỹ mới phát hiện em giống chị Phượng Hằng cái ngân đó thôi. Cố gắng, chị Mỹ mong chờ ở vòng sau em có thể ca đơn một mình em, thì có thể em lấy cái bài nào mà nặng ký cũng như là cái bài để đời của chị Phượng Hằng để em ca, để em bật ở cái vòng sau để cho ban giám khảo và quý vị khán giả thấy em hóa thân chị Phượng Hằng giống nhiều hơn nha. Dạ. Cố gắng nha cưng nha. Em thấy chị Phượng Hằng á, thường là cái cách ca của chị tống hơi, chị bắn ra rất là mạnh và từng chữ của chị nó rất là sắc. Sắc bén từng lắm. Từng chữ một nó tròn trịa và nó rất là sắc, nó rất là mạnh luôn. Mặc dù là cái kỹ thuật chỉ ở cái hàng thượng thừa rồi, cho nên là mặc dù là tống cái hơi ra mạnh nhưng mà cái chữ chị phát ra nó vẫn mềm mại, nó vẫn ngọt ngào. Trời, chị Phượng Hằng á, trời cho chị có cái giọng ca đẹp rồi. Cái sức khỏe của chị tốt nữa, cái lực của chị tốt lắm. Mà đặc biệt á, theo Mỹ biết, Mỹ hỏi chị Phượng Hằng và chị Mỹ, chị Phượng Hằng không giữ hơi ở bụng mà chị Phượng Hằng giữ hơi ở ngực. À. Chị giữ hơi ở lòng ngực của chị. Dạ. Đó, đó là cái riêng của chị. Dạ, nếu như vậy thì bây giờ thử bé Yến hát lại một câu đi. Hát lại một câu mà mình giữ hơi ở ngực và mình phát cái hơi ra nó mạnh hơn, cái chữ nó sắc hơn, để xem coi như thế nào nha. Tiếng chuông đổ ngân nga là giờ phút biệt ly, mình còn gì đó, nói đó. Nữa em xin góp lại mớ tóc phong sương trên đôi bờ vai nhỏ và từ anh không hiện. Đó, cái này em hơi giống nhiều hơn hồi nãy nè. Nhưng bây giờ em vô câu em cổ này chị thấy có. Tuy không có nhiều nhưng mà chị thấy có. Dạ. Nha, cố gắng nha cưng, giữ cái này rồi mình học tiếp. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Đối với tôi không có phân tích mà nhiều. Dạ.
Tôi chỉ nói là anh Quang, anh Ca giống Minh Phụng lắm. Cảm ơn. Những cái dấu sắc đó, những cái ếm hơi đó, đó đưa lên mũi. Người ta thường nói là giọng của Minh Phụng là giọng kim pha kẽm hay đâu. Kẽm không? Kẽm là nghe nó bén, nó sắc, the thé đó. Kim mà còn kẽm nữa. Đó, kim là đó. Vàng thôi. Vàng thôi. Nhưng mà vàng mà pha kẽm là nó gõ như nó nghe, nghe nó the thé đó. Nhưng mà cái the thé đó là một cái đặc trưng riêng của anh Minh Phụng. The thé nhưng mà nó rất là ngọt ngào, chứ không phải là the thé như cái thùng thiết. Anh Minh Phụng anh có cái đó mà không ai bắt chước anh được hết. Còn Phượng Hằng, tại sao con không có ca giống Phượng Hằng, con biết không? Dạ không, con chú góp ý giùm con. Tại vì Phượng Hằng á, chị Phượng Hằng là giọng mũi. Và chị có một cái giả thanh rất hay. Cái giả thanh của chị khi mà chị đưa hơi gió lên là không có bao giờ mà tụt hết. Cái giả thanh của chị nó gần giống như là một cái tiếng chuông vậy đó. Mặc dù là người ta giả thanh là hơi người ta mỏng lắm, chị Phượng Hằng cái giả thanh của chị rất là mạnh luôn. Chị lợi thế được cái điều đó. Còn con không có cái giả thanh đó. Nhưng con lại thần tượng chị Phượng Hằng quá đi. Cho nên là con mới đi thi là nghệ sĩ thần tượng. Cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Thì vừa rồi chúng ta đã nghe các vị giám khảo phân tích và góp ý để mình có thể mình hoàn thiện hơn. Và thưa quý vị, ở phần thi tiếp theo sẽ là phần thi song ca giữa anh Dương và Hoàng Nhân. Hai bạn sẽ chọn hai trích đoạn trong hai vở tuồng với những cái vai diễn nổi tiếng của hai người nghệ sĩ thần tượng mà các bạn đã lựa chọn. Đó là nghệ sĩ Minh Vương và nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Với nghệ sĩ Minh Vương thì có rất là nhiều những cái vai diễn nổi tiếng đóng dấu tên tuổi của nghệ sĩ Minh Vương. Nhưng mà trong số những vai diễn đó thì riêng bản thân Đại Nghĩa nha cũng rất thích cái vai diễn Tần Lĩnh Sơn trong cái vở Đêm Lạnh Chùa Hoang của soạn giả Yên Lan. Và Nghĩa nhớ là khi còn nhỏ xíu như thầy nói đã nghe cái vở Đêm Lạnh Chùa Hoang với giọng ca của chú Minh Vương với cô Lệ Thủy và nghe và thuộc đến tận bây giờ. Và đó là một trong những vai diễn mà khán giả cực kỳ yêu mến từ nghệ sĩ Minh Vương. Còn với nghệ sĩ Thanh Kim Huệ cũng như thế, cũng có rất là nhiều những cái vai diễn ấn tượng. Và trong số đó có vai Thủy Cúc của vở Đường Gươm Nguyên Bá của soạn giả Hoa Phượng. Và ngay bây giờ hai thí sinh của chúng ta đó là anh Dương cùng với Hoàng Nhân sẽ thể hiện lại hình tượng của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Minh Vương trong hai trích đoạn này. Mời quý vị cùng theo dõi. Ta trở lại Giang Nam, đường bụi cuốn mịt mờ chân diễn sương, gối hành trang với chút niềm tâm sự. Xa em rồi khi em cũng mù xa, đừng bao giờ gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa, thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đầu. Bão xuyên ơi định mạng sao phủ phàng ngang trái, xui chúng mình phải đôi ngã chi sân. Lát nữa đây chúng mình ngăn cách rượu đắng tình tống
Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn buồn. Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn nhớ. Nhớ một ngày nào tiếng tơ loan khải thai tiếng lòng. Giống mà. Nhớ một ngày nào tiếng tơ loan. Giống gì mà giống dữ vậy trời. Khải thai tiếng lòng. Lòng dễ sợ. Thủy Cúc. Thế tử, thế tử ơi, nếu chẳng nghĩ sao than nhớ. Mong cùng tin tưởng chúc công ba ngày đêm khó nhọc. Khi thấy đỉnh triều dâng thấp thoáng trong mây, thì thế tử ơi, thiếp đã mừng muôn. Vì biết rằng chốc lát nữa đây sẽ gặp lại bạn Tâm Đông. Và thiếp sẽ tự tay rót hầu thế tử mấy tuần trà. Sẽ nhìn thấy tử cạn chén này rồi chén nữa, nhưng càng vào lòng từng giọt nhớ giọt. Thiếp cũng uống vào lòng dòng mật ngọt tình yêu, trách buổi tương hồi sau thời gian qua rồi. Lòng tiện thiếp là như vậy đó, thế tự rõ hơn ai sao còn nỡ lắm lời. Đó là những chuyện của những năm trước, hay ít ra là của 6 tháng trước. Bây giờ thì làm sao ta hiểu được. 6 tháng trước hay bây giờ, và mãi mãi về sau, cùng không có gì thay đổi, không có gì lung lạc được tiếp đâu. Không phải thiết yêu thế tử vì ngôi cao lộc cả, mà ơn của Chúa Công là ơn tái tạo. Còn tình của thế tử là tình hẹn của trăm năm. Vậy để cho chàng yên vui với thề kinh tiếp, thề không bước ra khỏi cửa khuê phòng. Sẽ mặc tình mạnh kéo trước rủ, mặc tình phân hạ đã dựng như cây tùng cây ba. Thì có ta gì mưa rơi lá rụng, có ta gì mưa nắng chôn lạnh cùng. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại hai trích đoạn rất nổi tiếng trong cái vở Đêm Lạnh Chùa Hoang và Đường Gươm Nguyên Bá, với phần thể hiện của hai thí sinh Hoàng Nhân cùng với anh Dương. Sau khi mình thể hiện xong cái phần thi này, mình cảm giác như thế nào Hoàng Nhân? Dạ, nó cũng tự tin được chút xíu. Dạ, bớt run. À, rồi với anh Dương thì sao? Thấy diễn say mê đắm đuối luôn. Cái này là chưa có phục trang, chưa có hóa trang, chưa gì hết trơn mà còn cỡ đó. Nếu như mà em đi sâu vào những vòng trong, khi mà mình đến với cái vòng mà gọi là nhân vật á, thì lúc đó là mình có sự hóa trang luôn, thì chắc là lúc đó mình còn sướng hơn nữa đó, đúng không? Dạ thương, chương trình cho đi tới đâu con đi tới đó. Đáng yêu quá. Dạ xin mời ý kiến từ các vị giám khảo ạ. Mời chị Thanh Hằng. Ngồi ở dưới này nghe nó cũng sướng gì đâu luôn. Phải nói là khi mà nhắm mắt lại để mà lắng tai nghe. Cái chợ có hồi nhớ một người chị mới đây có mấy tháng thôi mà đã xa nhau rồi. Mà ai cũng bảo là giọng ca vàng không có bao giờ, không có ai mà thay thế được hết.
Và em có biết rằng là cái mệnh danh của chị Thanh Kim Huệ đó được khán giả cho chị Thanh Kim Huệ là gì không em? Dạ con biết. Thưa cô, đó là búp bê sàn gỗ. Giọng ca, một cái giọng ca kim mà là gọi là kim vàng luôn. Tuyệt vời lắm. Như anh Kim Tử Long có nhắc nhở Dương đó là chị Huệ chỉ ca như không ca. Chị ca như không ca, chị ca đâu ở trong cái cổ họng chị thoát ra thôi, chứ chị không có hạ cái miệng ra thật là lớn luôn nữa đó. Cho nên là rất là nhẹ, ráng cố gắng kiềm chế lại cái đó chút xíu. Dạ, ha. Dạ con cảm ơn cô. Nhân thì khi đến đây thì chị rất là trân trọng, trân quý. Nhân đã có một cái thần tượng, một người nghệ sĩ mà phải nói rằng là được cái mệnh danh gọi là ông hoàng cải lương. Một ông hoàng cải lương đâu phải đơn giản đâu Nhân, thấy không? Cho nên rằng là khi mà mình thần tượng một người đó thì mình phải tôn trọng và mình kính trọng rất là nhiều những cái gì mà đặc điểm của người đó. Có một người nghệ sĩ thần tượng để mình đem hết tất cả những cái gì mà mình yêu thật là yêu, thương thật là thương, mến thật là mến, để mình đem lên sân khấu, mình đưa cho khán giả nghe. Dạ, cảm ơn giám khảo Tinh Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Nhân ơi, dạ. Thật sự mà nói đó là em ca cái âm của em á và cái chất giọng của em có giống Minh Dương đó. Những cái mà xét xét nhẹ nhẹ nè, những cái mà đưa hơi lên mũi nè là giống Minh Dương đó. Nhưng mà cái giống đó nó chưa có đạt được cái đỉnh là mình nghe cái là mình thích liền. Bữa nay là em ca em cứ canh nhịp nè, rồi em sợ em không thoát được cái tâm lý của em, cho nên là nó bớt giống đi. Mặc dù rằng em có cái âm giống ha, anh nói cái âm thôi. Còn Ánh Dương thì anh rất là ngưỡng mộ em. Thật sự em là một hiện tượng mới hiện thời bây giờ. Hồi nãy đã nói em ca giống chị Thanh Quỳnh Huệ được khoảng 8-9 rồi. Dạ. Được 8-9 rồi đó. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Những lời góp ý chân tình của anh Long và chị Thanh Hằng gửi đến hai bạn, chị Mỹ nghĩ cũng rất là đầy đủ rồi. Và hồi nãy đó thì lúc mà chị Mỹ nghe Nhân hát mà muốn quên quên thì cứ nghe loáng thoáng hình như là Đại Nghĩa ngồi dưới nhắc. Cho nên là chắc là Đại Nghĩa cũng phải là nghe cải lương nhiều lắm rồi phải không? Dạ đúng, em là một fan ruột của cải lương rồi, đó chị. Fan ruột cải lương thì ca giờ được. Phải hát một câu giọng cổ được cho luôn. Đại Nghĩa là fan của cải lương đúng không? Vậy có thần tượng ai không? Dạ có chứ, trời ơi em. Cái người mà Đại Nghĩa thần tượng là ai? Em thần tượng cũng nhiều lắm nha. Tại vì thế hệ cải lương mà các cô chú ngày xưa đó rất là nhiều người hay. Ví dụ như em thần tượng cô Thanh Nga nè. Đó, rồi em thần tượng chú Thanh Sang nè, rồi chú Thành Được nè, rồi má Úc Bịch Lan nè. Đó, em nghe rất sao là nhiều. Sao em thần tượng toàn không có thấy đồng thần, không thấy thần tượng dòng họ Minh vậy? Minh hả? Dòng họ Minh, phụ Minh Cảnh, Minh Cảnh có anh ơi. Em rất là mê giọng hát của chú Minh Cảnh trong cái Tuồng Đêm Lạnh Chùa Quan rồi nè. Như đó cái câu mà mưa lá bay lá rồi, hát liền, hát liền đầy sân giang. Yeah. Thương nhớ có về đâu cho lòng thêm buồn dương xót xa. Trăng đã lặng trốn xa. Giọng cổ em vô cái câu giọng cổ nãy em mới nhắc Nhân á. Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa thì thà xưa kia đừng bao giờ mình gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không đậm đà tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sầu. Dạ nói chung em là một fan ruột của cải lương, thật sự là như vậy. Và chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi của mình nha. Mời các bạn vào trong. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua hai vòng thi của 4 thí sinh trong tập Tinh Hoa này. Và chúng ta vẫn còn một phần thi nữa. Và đây là một cái phần thi rất là quan trọng, phần thi đơn ca. Nhưng mà cái phần thi này sẽ dành cho tuần sau quý vị nha. Và đến đây thì chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm, sự yêu thương của tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn khán giả, cảm ơn ban nhạc đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau, chương trình phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Xin chào và hẹn gặp lại. Sân khấu
khấu Nghệ sĩ thần tượng tuần này sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị khán giả những màn hóa thân vô cùng đặc sắc. Xin trả lại cho ai những tiếng yêu đương, những lời hò hẹn, những buồn vui kỷ niệm đã xa rồi. Đối với lại Nghệ sĩ thần tượng thì đây là một giọng ca giống Minh Phụng đến 90%. Sao mộng mơ lại gian lần tiếng nhà, lần tiếng dài giả gạo cuối trời kia. Mái tóc đã đi vào huyền thoại của chị Thanh Kim Huệ, hiện hiện ở đây làm cho ban giám khảo ngậm ngùi lắm. Tập phát sóng tuần này sẽ có những điều thú vị hay bất ngờ nào? Và bây giờ là sự xuất hiện của MC Đại Nghĩa. Xin chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Nghệ sĩ thần tượng. Chương trình Nghệ sĩ thần tượng trên đài truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Rất vui khi chúng ta lại gặp nhau trong chương trình này để chúng ta lại tiếp tục lắng nghe những thí sinh đến tham gia với cái niềm đam mê sân khấu cải lương, với những người nghệ sĩ mà họ thần tượng, và họ sẽ hóa thân thành những nhân vật mà họ thần tượng đó. Và thưa quý vị, tuần trước chúng ta đã gặp gỡ các bạn thí sinh đã hóa thân thành những nghệ sĩ tài danh, đó là nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ Minh Vương, nghệ sĩ Minh Phụng và nghệ sĩ Phượng Hằng. Và tuần này sẽ là một cái phần thi rất là khó nhưng cũng vô cùng hấp dẫn dành cho các bạn, bởi vì các bạn được một mình đứng trên sân khấu để thể hiện hết tất cả tình yêu thương của mình dành cho thần tượng qua giọng hát, qua phần diễn xuất của họ. Và các vị giám khảo sẽ là người cầm cân nảy mực để lựa chọn ra những thí sinh nào xứng đáng để đi tiếp vào những vòng sau đầy kịch tính và hấp dẫn của chương trình. Và bây giờ xin được chào đón các vị trong ban giám khảo, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ Thanh Hằng và khán giả có mặt tại trường quay cùng ban nhạc Duy Kim. Dạ, thưa quý vị, chúng ta sẽ trò chuyện với ban giám khảo đôi lời trước khi bước vào phần thi của các thí sinh. Dạ thưa các anh chị trong ban giám khảo, ở tuần trước chúng ta đã gặp các bạn thí sinh và họ thật sự là những người có những cái khả năng đặc biệt khi họ hóa thân thành những tài danh của sân khấu cải lương. Không biết rằng các anh chị cảm xúc như thế nào khi chúng ta chuẩn bị bước vào cái phần thi quan trọng là phần thi đơn ca của các bạn. Em xin mời chị Thoại Mỹ trước ạ. Đến với cái cuộc thi này với chủ đề là nghệ sĩ thần tượng, Thoại Mỹ rất là vui khi được các bạn thế hệ trẻ bây giờ mà vẫn yêu mến những thần tượng là cái đa cái đề mà đã nổi tiếng từ nhiều thập niên rồi. Và hôm nay đến với cuộc thi này và tới vòng thi này rồi thì chị Mỹ chỉ có lời khuyên các bạn, các bạn hãy cố gắng lên, hãy cố gắng và cố gắng thật nhiều nha, để tỏ lòng yêu thương người mà nghệ sĩ mà mình đã thần tượng nha các bạn nha. Dạ, ai trong chúng ta trước khi trở thành những người nghệ sĩ được khán giả yêu mến như thế này cũng đã từng giống như các bạn thí sinh ngày hôm nay, cũng rụt rè, cũng bỡ ngỡ, cũng run sợ khi đứng trước khán giả, khi đứng trước đám đông, khi đứng trên sân khấu như thế này. Không biết là chị Thanh Hằng ngày xưa khi mới bắt đầu bước vào nghề, khi bước lên sân khấu thì như thế nào, có giống các bạn thí sinh ngày hôm nay của chúng ta hay không ạ? Chị thì được may mắn hơn á, là từ lúc thổ ban đầu, lúc 14 tuổi là chị đã vào đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga. Chị đã là một diễn viên múa. Từ cái múa đó lên rồi mới làm tỳ nữ, rồi tỳ nữ mới được đầu ba, đầu nhì, đầu chánh. Cho nên từng lớp đó là chị cũng đã có học thầy rồi. Chị may mắn được cái điều đó và chị vào được đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga thì chị được diện kiến tất cả những nghệ sĩ mà coi như là hiện tại bây giờ là triệu triệu khán giả ra thần tượng. Cho nên là chị đã học hỏi rất là nhiều các cô chú đi trước. Dạ, cảm ơn chị. Còn Kim Tử Long, nếu như mà không phải là ngồi vị trí này thì anh rất là vui, rất là nhộn, rất là hài hước. Nhưng mà ngồi ở vị trí này, anh Long trở thành một vị giám khảo nghiêm khắc và khó tính với các bạn thí sinh. Vậy thì trước khi đến với cái phần thi quan trọng này, anh có lời nào nhắc nhở các bạn nữa hay không ạ? Không phải là nghiêm khắc khó khăn, mà muốn đưa ra cho các em thấy được những gì mà các bậc tiền bối, các danh ca, các cô, các chú đã đi qua. Và các bạn sẽ có được một cái kiến thức nho nhỏ
từ những lời góp ý của Long thôi, chứ không phải là nghiêm khắc. Còn các bạn có được một nghệ sĩ thần tượng cho mình, đó là một cái niềm hãnh diện cho người nghệ sĩ của chúng tôi thôi. Tại vì chúng tôi hát mà được thần tượng thì chúng tôi cảm thấy là rất là vinh hạnh. Và nếu tốt hơn nữa là các bạn lại ca giống như chúng tôi nữa thì là quá tuyệt vời rồi. Nhưng tôi muốn nói một điều mà để cho các bạn trẻ bây giờ rút ra một bài học kinh nghiệm, đó là chúng ta dù có giống cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải tìm ra một cái riêng biệt của chúng ta thì chúng ta mới thành công. Còn nếu mà giống 100% thì chưa chắc đã thành công đâu. Dạ, cảm ơn những chia sẻ từ ban giám khảo. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi quan trọng của đêm nay, đó là phần thi đơn ca. Mỗi thí sinh sẽ ra đây và trình diễn một bài tân cổ giao duyên hoặc là một trích đoạn mà họ đã lựa chọn, làm sao cho giống nhất với thần tượng của mình. Và thí sinh đầu tiên đó chính là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong 4 thí sinh này, đó là bé Ngọc Yến. Như chúng ta vẫn nhớ là bé Ngọc Yến chỉ mới có 16 tuổi thôi, và bé Ngọc Yến thần tượng nghệ sĩ Phượng Hằng. Và ở tuần thi trước thì Ngọc Yến cũng đã được nhận rất là nhiều những cái lời đóng góp nhắc nhở từ phía các vị giám khảo, và mong rằng hôm nay Ngọc Yến sẽ làm thật tốt với hình tượng là nghệ sĩ Phượng Hằng trong một trích đoạn vô cùng nổi tiếng Tình Hận Thâm Cung. Mời mọi người cùng theo dõi. Tại sao cuối pháo vô quy đưa tiếng ta đi, thì tại sao có binh sĩ bao dây quân ngầu dặn bích lối kìa, người yêu ta đang đứng nép mình chờ đợi. Hồng ơi xin hiểu cho son, vì chữ yêu chung mà phải mang tiếng phụ nhau rồi. Nhỏ quá à. Thế mà thở. Mới 16 tuổi. Dạ thưa quý vị, cái gì đặc sắc nhất nó phải dành ở cái phần cuối cùng. Món ngon nó phải nằm ở cuối bữa tiệc. Cái dòng quan trọng nhất là cái dòng đơn ca. Thì Ngọc Yến đã chọn cái điểm đặc sắc nhất của nghệ sĩ Phượng Hằng, đó là cái cách ca hơi dài. Và Ngọc Yến không biết rằng với các vị giám khảo thế nào, chứ khán giả ngồi đây là suýt xoa. Bởi vì hay quá, 16 tuổi mà làng hơi hay quá, quyển chuyển quá. Và không biết rằng các vị giám khảo nghĩ như thế nào về cái phần trình diễn vừa rồi. Xin mời chị Thanh Hằng. Cho tôi nói trước. Yến con, nếu như để chấm điểm 10 cho con, chú sẽ chấm. Cô cũng vậy, nếu chấm điểm 10 cho Ngọc Yến thì cô sẽ chấm con 10 điểm. Dạ, con cảm ơn cô chú. Con ca rất ngọt ngào, giọng con lên rất nhẹ nhàng. Đó là cái ưu điểm của con hãy giữ lấy. Còn đến với nghệ sĩ thần tượng, con lấy cô Phượng Hằng ra làm thần tượng của con, thì thật sự con chưa có điểm nhấn giống như cô Phượng Hằng nhiều. Về sắc vóc của con giống cô Phượng Hằng, cách này khoảng hơn 20 năm.
nhưng giọng ca của con nó như chú Đen nói từ đầu, cái giọng con quá mềm đi, quá mềm, bén có, nhưng mà cái lực của con đẩy ra để giống như cô Phượng Hằng thì chưa có. À, vì vậy cho nên là chú rất là mong con hãy tiếp tục đi theo con đường con chọn, đó là sân khấu cải lương, đó là bài ca giọng cổ, đừng thay đổi gì cả, hãy như thế. Chú chắc chắn với con 2 năm nữa thôi con sẽ trở thành là một giọng ca hay của sân khấu cải lương. Con cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Cô rất là cảm ơn và chúc mừng con. Về cái phần mà nói đúng như là chú Kim Tử Long nói, nếu mà đặt cho cô mà để chấm điểm cho con, cho Ngọc Yến là cô chấm con 10 điểm. Tốt lắm con ơi. Dạ. Con mong cảm rằng ơn là cô. Con sẽ phát huy thêm nữa nha. Dạ. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Cô bé 16 tuổi thật là dễ thương. Và tương lai phía trước của em tràn trề với cái giọng ca ngọt ngào và cái vóc dáng là vóc dáng của cô đào sân khấu. Phải nói là qua cái chương trình Nghệ sĩ thần tượng này, bộ môn cải lương tìm ra được thêm nhiều nhân tố mới. Rất là hay. Chị Mỹ biết nói là tương lai em còn tươi sáng lắm. Cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa. Không bao lâu như anh Long nói, Ngọc Yến sẽ tỏa sáng trên sân khấu cải lương. Dạ. Chúc mừng em. Cảm ơn các vị giám khảo. Yến ơi, khi vừa rồi mình thể hiện hình ảnh của nghệ sĩ Phượng Hằng á, mà cái đặc sắc của Phượng Hằng là hát hơi dài. Từ đó đến giờ mình đã từng tập ca hơi dài như thế này chưa? Dạ, con cũng có tập, nhưng mà ở dưới thì con hát được, mà lên đây con run quá. Ừ. Tức là cái đoạn vừa rồi có phải là cái dài nhất mà từ nào đến giờ mình tập mình hát chưa? Dạ, cái câu đó của con cũng chưa dài lắm. À, nhưng mà thôi con... giờ vậy nè, không biết mình có còn đi tiếp hay không. Sẵn cơ hội mình đang ở sân khấu này, mình đang ở đây, mình hát một cái câu ca hơi dài nào đó mà mình đã từng tập từ trước, mà không nhất thiết phải là của cô Phượng Hằng, của Ngọc Yến cũng được. Cho con hát Vụ Án được không? Vụ Án Mã Ngu, được, rồi luôn. Cũng được. Rồi, Thục Quanh. Nhưng mà thật ra cái câu giọng cổ này á, chị Mỹ thấy em ca giống chị Phương Hằng nhiều hơn là cái câu giọng cổ khi nãy em thi. Dạ con, hôm nay con nghĩ là con cũng chưa làm tốt lắm, nhưng mà con run quá. Thôi bây giờ cho con xin ôm ba vị ban giám khảo một cái để truyền lửa cho con được không ạ? Thằng Tiến mời con. Quá tốt với con đâu, tốt quá tốt. Bữa nay con tốt lắm. Trời luôn á thiệt. Trời ơi, tôi đâu ngờ một người con gái. Ôm cô trước đi con. Ôm cô trước đi con. Cái như Phượng Hằng. Phượng Yến, mai mốt đổi lại Phượng Yến đi. Ờ, sao con không đổi lại Phượng đổi Yến? Đổi Phượng Yến đi. Phượng Yến hay hơn. Dạ, Phượng Yến hay hơn Ngọc Yến. Phượng Yến nha. Phượng Yến, Phượng Yến. Để em cố gắng nha con nha. Giám khảo sẵn tiền ôm hung, xong rồi góp ý cho bé nó đổi nghệ danh luôn. Phượng Yến luôn. Phượng Yến. Dạ, thật ra cái chữ Phượng Yến trong giới nghệ sĩ mình hình như chưa có ai có tên đó hết đúng không ạ? Dạ, cái chữ Ngọc Yến em nghĩ là có nhiều, nhưng mà cái chữ Phượng Yến thì chưa. Trời ơi, con bé nó khóc luôn rồi kìa. Xúc động hay sao con? Con ơi sao cái nghệ sĩ thần tượng này... Đổi Phượng Yến đi con. Ba giám khảo khuyên con nên về đổi tên là Phượng Yến. Nha. Sửa lại. Đúng vậy luôn. Rồi, hôm nay chúc mừng Ngọc Yến nha. Chưa biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng mà mình đã có cơ hội mình thể hiện khả năng của mình nè, rồi thể hiện tình yêu của mình với thần tượng nè, rồi ôm các vị giám khảo nè, rồi được giám khảo gợi ý cho một cái nghệ danh mới nữa. Tùy con suy nghĩ ha con ha. Con cảm mời ơn con vào cô trong chú nghỉ ngơi nè. Cảm ơn con. Dạ, các anh chị ơi,
mình còn tới 3 thí sinh nữa, coi được được góp ý người ta đổi nghệ danh luôn. Dạ thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần hóa thân của Phước Quang khi hóa thân thành nghệ sĩ Minh Phụng. Chúng ta cũng biết rằng nghệ sĩ Minh Phụng là một kép đẹp với một cái làn hơi có thanh âm cao mà ngọt ngào, luyến lấy, điêu luyện. Và với những cái vai diễn của mình cũng như là với cái giọng hát của mình, nghệ sĩ Minh Phụng đã ghi dấu ấn vào lòng khán giả Mộ Điệu trong suốt nhiều năm qua. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một bài tân cổ mang tên Xin Trả Lại Thời Gian với phần thể hiện của Phước Quang với hình ảnh của nghệ sĩ Minh Phụng. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui, ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viết tâm sự ngược ngược về quá khứ, chợt lên nét suy tư. Bao năm thầm kín chót thương ta áo tiên, nhưng đêm sương lặng nghe trái sầu rót vào tim. Xin trả lại cho ai những tiếng yêu đương, những lời hò hẹn, những buồn vui kỷ niệm đã xa. Mình
Cao Huyền ơi, rung quá hả Quang ơi, rung quá. Có ai thi xong mà bộ vỗ bẹp 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 vô người vậy không? Cho mình hỏi nè, dạ, thần tượng nghệ sĩ Minh Phụng bao lâu rồi? Dạ chắc tại thời nhỏ có nghe cái tuồng Tâm sự loài chim biển. Tâm sự loài chim biển. Cho nên là thích cái sự cái giọng của chú Minh Phụng nó sang sảng, nó lại nó rất là đàn ông. Rồi mình có nghe hết tất cả những cái tuồng, những cái vai diễn mà của chú Minh Phụng đã từng thể hiện qua không? Dạ có, chắc cũng khoảng 70-80% ạ. 70-80%. Sao bữa nay mình không làm một cái trích đoạn nào đó ở đây? Dạ nếu mà cho phép thì em làm thôi. Cho phép làm, giám khảo cho không ạ? Cho. Sẵn sàng. Hát luôn. Giờ dạ, muốn làm cái trích đoạn nào, câu nào, tuồng dạ, nào? Dạ vậy thì xin giám khảo cho phép em được hát trích đoạn Tâm sự loài chim biển một câu thôi. Rồi. Ừ. Đang. Nhưng giữa trời cao cơn gió lòng không lôi cuốn được dần trăng đi ngược hướng non. Trời giống cái đó đó. Wow. Giống cái đó đó. Giống cái cầu xuống trong cổ đó. Đó chẳng qua là do định số an bài. Cơn ác mộng hải hùng quá nhanh chóng. Xin tàu đường đừng dòng tượng xa xôi. Cô gả Giang Châu là bạn của tôi, còn tẩu tẩu là vị hôn thê xứng đôi vừa lưu. Vậy xin chúc cả hai được đẹp bền yêu thương lỡ. Tôi xin phép giả từ tiếp tục bước ngàn du. Quá hay Phương Mạc. Xuất sắc, hay xuất sắc. Đúng là rõ ràng thần tượng này hát rất là tự tin luôn, thấy không? Cái chữ ngàn du cuối cùng, cái chữ ngàn giống dễ sợ. Giống luôn, cái giống nhất cái là xuống, cái giọng cổ. Cái đặc biệt của chú Minh Phụng là cái chỗ cái ư đó đó. Cái giống chầu đi luôn xuống giọng cổ đó. Hay lắm luôn. Vậy dạ, chuẩn xin cảm luôn ơn bạn giám khảo. Dạ, nhưng vừa rồi là cái phần khuyến mãi cho vui thêm. Dạ, cái quan trọng là mình phải chấm cái bài trước, cái bài Xin Trả Lại Thời Gian đó ạ. Rất giống luôn, mà khi đặt vào cái đơn ca này rồi em mới thấy rõ rằng là em càng đi sâu vào thấy là em ca càng ca giống chú Năm Minh Phụng rất là nhiều. Mà em biết là chú có một cái mệnh danh gì được coi như là khán giả phong tặng cho em. Chú có mệnh danh là Hoàng tử sân khấu. Tuyệt vời luôn, đúng luôn, Hoàng tử sân khấu. Phải nói là hay lắm. Chúc mừng em đã vào trong cái dòng đơn ca này, chắc có lẽ chị nghĩ rằng là em sẽ tiến sâu vào hơn nữa. Dạ, yeah. Và một lời gợi ý nhẹ từ giám khảo Thanh Hằng làm cho mình cảm thấy tự tin hơn nhiều ha Quang ha. Xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tử Long. Nếu như hôm nay được lọt vào trong mà được thể hiện tiếp tục những bài ca của Minh Phụng thì Kim Tử Long khuyên nên ca dây xề. Tại vì anh Minh Phụng ảnh lợi thế là ảnh ca dây xề rất sáng luôn. Càng ca cao thì cái giọng của Minh Phụng lại càng làm cho người ta nghe như nãy, hồi nãy Quang nói là sang sảng đó, thế sang sảng là giọng của Minh Phụng đó. Nếu như lần sau mà được vào nha, chứ không phải là chưa chắc gì được vào. nói vậy thôi, nhưng mà nếu vào được bên trong mà sức khỏe tốt, nên tìm một cái bài nào đó mà ca dây xề để thể hiện, để xem ca dây xề thì cái giọng nó giống hơn nữa hay không. Tại bây giờ đang là ca dây hò đúng không? Hò ba đúng không? Đó. Dạ thưa anh Kim Tử Long, dây xề em cũng ca được nhưng mà không có cấn được, chỉ có ca ngang được thôi. Đúng rồi, tại vì chồng lên được. Chồng dạ, lên á. Chồng lên là sẽ bị xét. Không sao hết, nhưng mà đối với lại nghệ sĩ thần tượng thì đây là một giọng ca giống Minh Phụng đến 90%. Dạ xin dạ, cảm ơn. Cảm ơn Kim Tử Long ạ. Mời giám khảo Thoại Mỹ. Em quá tự tin luôn á. Có lẽ là cái gu ca của em nó cũng là như vậy, giống thần tượng của mình. Cho nên là em ra em ca, em không có một cái gì là áp lực đối với em hết. Mà phải nói là em chuẩn luôn á. Em giống nghe từ cái xuống giọng cổ, cái cầu mà ngân để xuống giọng cổ. Nó giống thiệt là giống. Rồi từ dấu nặng nè, dấu sắc, dấu quyền.
cái dấu nào em cũng giống chú. Và trong cái vừa ca vừa nói của em cũng giống chú luôn. Và khi mà cái câu giọng cổ đang đi xong em bẻ xuống liền đó, cái lái xuống cũng là cái gu ca của chú Minh Phụng. Chuẩn giống. Rồi những cái mà nứt chữ của chú giống như xét vậy đó, em cũng làm tròn, cũng làm giống luôn nữa. Như vậy là quá tuyệt vời rồi. Đó là đúng là với cái tiêu đề của em là nghệ sĩ thần tượng. Chúc mừng em. Dạ, dạ. Cảm ơn các vị giám khảo. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Chúc mừng Phước Quang nha. Rồi bây giờ vô trong nghỉ ngơi thoải mái rồi. Dạ. Tội nghiệp ổng. Thi xong cấm thở ra lấy hơi lên. Dạ thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần dự thi đơn ca của Hoàng Nhân khi hóa thân thành nghệ sĩ Minh Vương với bài Tân Cổ Mẹ Ơi Hãy Yên Lòng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trên đường hồng quân xa phố phường xa tiếng mẹ hiền, cho dù biên cương hay hải đảo muôn vàng hiếm nguy, mẹ ơi dừng chi quê nhà sức khỏe dừng dữ, con sẽ quay về theo nhịp bước đoàn quân ca, con sẽ quay về theo nhịp bước của đoàn quân ca. Mẹ ơi đường hành quân qua nhiều hiểm nguy gian khổ, đêm từng đêm con giáp mặt với quân thù. Xa xôi hải đảo mình mù, đoàn chúng con đi không hề đau lòng khi chiến trường đã pháo hầm vang, bước quân hành vai súng nặng mang đi giữa quê hương vườn ruộng xóm làng, nắng trưa hè gai gắt giọt mồ hôi xuống đời lòng gia. Sương đây ướt đầm ngọn gió đùa làm nhỏ giọt sương rơi, non nước mình đẹp lắm phải không con, vì độc lập tự do đất trời ta cánh giữ, lời mẹ ru xưa như núi sông giang tiếng gọi mẹ hãy yên lòng. Tại con như trong chim cho nó
thành đoàn quân chiến thắng. Mẹ Việt Nam ơi xin mẹ hãy yên lòng, ngày nào còn quân giặc xâm lăng, chúng con thề quyết giữ gìn biên cương. Cho yên lòng mẹ hậu phương, tin vui từ đất chiến trường nở hoa. Chúc mừng Hoàng Nhân đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. À, chị cảm ơn em đã mang đến cái bài tân cổ Mẹ ơi hãy yên lòng. Mà cái bài tân cổ này á, mà khi mà cất lên á, là người ta luôn luôn lúc nào cũng nhắc đến năm danh ca Minh Dương, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Vào dòng này rồi mới thấy rằng là khi cái em đơn ca một mình em á thì ít có giống nhiều. Chỉ có một hai cái hơ 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 của em là em giống, và một hai chữ nào trong đó thôi, nhưng chất giọng của em vẫn là nguyên chất giọng của em. Hy vọng rằng là em sẽ, sau khi mà em đã xem lại cái hình ảnh này và những lời hát của em, những lời ca của em, thì em sẽ nghiên cứu nhiều hơn nữa để cho mình thần tượng, thì mình sẽ có những cái gì đặc biệt hơn nữa và giống hơn nữa. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Tới cái phần thi đơn ca của mình thì chị Mỹ thấy là Nhân có tự tin nhiều, nhưng mà chị Mỹ hơi trái ý với chị Hằng chút xíu, là chị Mỹ thấy là Nhân tự tin cho nên Nhân ca giống nhiều hơn, giống nhiều hơn cái vòng trước mà Nhân ca. Không biết anh Long có chung ý em không ạ? Em sao là anh vậy đó. Thấy chưa? Anh Long chung cũng giống chị đó, là thấy em có ca giống anh Minh Dương nhiều hơn. Chị nghe thì có hơ hơ, mấy cái chữ hơ hơ thì giống với một hai chữ thôi à. Dạ, cái câu vô giọng cổ rồi đó là em cũng rất là giống chú Hai Minh Dương. Rồi dứt câu á là cái ngân á, cái ngân mà giọng rung rung đó à, cũng giống. Và những cái nứt chữ của chú Minh Dương, là với cái phần thi này thì là chị thấy là Nhân có giống như là tự tin hơn đó, cho nên em ca nó có nhiều chỗ giống chú Hai Minh Dương hơn. Chị chúc mừng Nhân nha. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Hai giám khảo, hai người hơi trái nghịch ý nhau chút xíu. Giờ người ngồi chính giữa nè, mời anh Kim Tử Long cho biết ý kiến của mình ạ. Mặc dù rằng là em chưa có đứng sân khấu lớn bao giờ, mà bây giờ em đứng đây mà em hát như vậy là em giỏi lắm rồi. Cái thứ hai mà anh muốn nói đến về cái giọng hát của em á, thì giọng hát của em nó có một cái âm, anh nói là cái âm giống Minh Dương, nhưng luyến lái và nhấn nhá, chưa có thể nào thể hiện giống danh ca Minh Dương được. Vì cái âm của mình là có, nhưng mà mình phải luyện và mình phải ca làm sao giống. Với là cái bài Mẹ ơi hãy yên lòng này đó, chú Hai Minh Dương không có ca mà nhẹ nhàng bình bình như vậy được. Chú Hai Minh Dương nghe kỹ, chú Hai Minh Dương ca bài này rất sốc luôn, rất nhanh luôn. Và cái tiết tấu nó làm cho cái người nghe đó cảm thấy luôn rộn ràng rừng hực hực của một lửa. Cái chiến sĩ chia tay với mẹ để mà ra chiến trường. Khi em ca thể hiện một bài ca mà của thần tượng mình ca giống, thì luôn cách ca và nhịp nhàng mình cũng phải giống. Thì cái đó mới gọi là 100%, nhưng mà khó đạt được 100%. Anh chỉ cần 80-90 là đã giỏi lắm rồi. Cái đó là mình phải khổ luyện. Em đang có giọng thì về học nhịp nhiều hơn, khổ luyện nhiều hơn để nghe danh ca Minh Dương ca như thế nào. Chính vì vậy cho nên là mình sẽ cố gắng. Sau cái chương trình này rồi thì anh hy vọng rằng em sẽ có một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm và một cái bước tiến mới ha. Chúc cho em luôn luôn thành công. Dạ, em cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn các vị trong ban giám khảo và chúc mừng Hoàng Nhân cũng đã hoàn thành phần thi của mình nha. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi qua 3 phần thi của các thí sinh. Vẫn còn một thí sinh mà đây là thí sinh rất là đặc biệt và ấn tượng với quý vị khán giả cũng như là giám khảo ở tuần thi trước, khi bạn ấy là một bạn nam nhưng lại có một cái giọng bẩm sinh là giọng nữ, và đặc biệt lại giống với danh ca Thanh Kim Huệ. Và ngày hôm nay không biết rằng bạn ấy sẽ mang đến cho chúng ta tiết mục như thế nào. Hãy cùng gặp gỡ lại với anh Dương. Bông bên anh lớn sọc bông bò luôn ra tiếng dài khoa, mong con ra dòng để ông đưa giá gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa.
dù nhịp đêm bằng chai khúc nhạc đêm nay, dù nhịp đêm bằng chai. Bóng ai thấp thoáng dưới trăng có vạn dải phong quân về thăm tôm nhỏ, để nhớ lại ngày nào sóc bơm bo còn mịt mờ trong khói lửa, người bơm bo sống giữa cam ngư. Các anh đã dựng lại túp lều tranh trên đổ nát điêu tàn, nghe vang dòng tiếng chài gõ nhịp anh mềm tươi rồi cho dạo bước ca nhau. Chén rượu cần em mang đến mời anh tiệc đơn sơ những tình nghe đậm đà. Kể từ ngày anh đi chiến đấu miền ta tính đến nay đã bốn mùa lá đỏ. Cùng các tiếng ngót chào anh người chiến sĩ yêu hùng. Nhạc suối đâu đây như rộn rã vui mừng, lửa lò ấm lòng người lính trẻ khi trắng thuộc từng lấp lánh giữa ngàn cây. Mấy năm rồi anh mới nghe vào đây, anh có thấy thơm làng lại đổi khác. Sao bơm bơ lại vang lần tiếng gà, lần tiếng chài giả gạo cuối trời khuya. Với đôi mắt thân tương giặt tan rồi anh lo xây dựng lại quê hương cho đất nước thêm giàu thêm đẹp, cho sóc bơm bo lại rộn ràng tiếng nhạc và tiếng chài giả gạo lại vang ta. Mai một cô ghé vào đây em lại đàn anh ba và anh nghe cùng hát của năm nào. Bản hùng ca đã dạy các em khi tạm dừng bước trên đường chiến đấu, mong anh khúc nèo chuông dài theo những nhịp dài vang vọng núi rừng. Thanh Kim Huệ, xin cảm ơn quý vị nhiều lắm. Dạ, chào cô Thanh Kim Huệ. Mái tóc huyền thoại đây rồi. Nhìn cái mái tóc này thì chúng ta nghĩ ngay đến cô Thanh Kim Huệ. Với cái mái tóc này trong suốt bao nhiêu năm đã trở thành một cái hình tượng mà không thể phai trong lòng khán giả. Và ngày hôm nay với cái phần hóa thân của anh Dương như thế này thì không biết rằng các vị trong ban giám khảo cảm thấy như thế nào ạ? Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Dễ thương quá à. Làm cho ba giám khảo này hơi ngậm ngùi một chút khi nhớ tới một người chị, một danh ca của ngành sân khấu cải lương. Trên sân khấu nghệ sĩ thần tượng, một thí sinh anh Dương đã hóa thân một hình tượng
của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Cũng trong tà áo dài này, và cũng cái kiểu áo dài này, và mái tóc đã đi vào huyền thoại của chị Thanh Kim Huệ, hiện hiện ở đây làm cho ban giám khảo ngậm ngùi lắm. Và hơn nữa là anh Dương đã thể hiện cái bài này rất tốt, giống lắm, giống chị Huệ lắm. Nhưng mà có một hai chỗ nha, nếu như em ca kỹ lại một chút sẽ còn giống hơn nữa. Thí dụ như là cái câu 1 á, mưa là lá đổ, là chỉ đi cái chữ đổ nó vậy đó, chỉ đi cái chữ đó nó vậy, rộn ra đó, là chỉ ngân một chút chỗ đó, thì là cái những cái nốt đó là những cái cách ca đó là của chị Thanh Kim Huệ. Em chỉ thiếu một chút đó thôi, nó uổng thôi, em có cái của em ha. Nhưng mà cái âm thì vẫn giống chị Huệ, nhưng mà nếu mà em thêm một chút xíu đó nữa thì anh Dương sẽ tuyệt đối hơn nữa đó. Nhưng mà nói gì thì nói, một bài hát tiếng chày trên sóc Bông Bo, nói tới bài đó là ai cũng đều biết tới chị Thanh Kim Huệ. Và hôm nay em đã thể hiện rất là hay, rất là tuyệt vời. Chị Mỹ chúc mừng em. Dạ con cảm ơn. Dạ cảm ơn giám khảo Tài Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị nghe những lời nói của chị Thoại Mỹ, và khi lắng tai nghe anh Dương đã hát như thế, nước mắt chị nó chảy ra, nhưng mà chị phải ngước lên để cho nước mắt nó chảy vào. Tại vì chị rất là, phải nói, xúc động vô cùng luôn, cảm động lắm. Với một nhân tài trẻ như thế này mà em lại quá sức thần tượng một người chị, một người danh ca của sân khấu cải lương. Phải nói thật sự rằng là chị không tưởng tượng được, ngay cả chính bản thân của các chị đây, có thể rằng là nếu mà nói rất là thần tượng chị Thanh Kim Huệ mà tụi chị còn ca không được nữa. Nhưng mà chị không ngờ rằng là có một thí sinh như thế này mà ca coi như là cũng gần như là chính xác. Ngay cả đến khi em ca, em không còn phải là anh Dương nữa, mà hầu như là chị Thanh Kim Huệ đứng trên sân khấu và ban nhạc đàn theo cái giọng ca của Thanh Kim Huệ. Cho nên hồi nãy em đó chào đó chị Thanh Kim Huệ, xin chân cảm ơn quý vị đó. Nó hòa quyện với nhau mà chị tưởng tượng như hôm nay chị đang ngồi và đang nghe chị Thanh Kim Huệ hát. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, đó là những cảm xúc của giám khảo Thanh Hằng khi xem phần thi của anh Dương. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Tôi quá ngạc nhiên khi với một cái bộ trang phục áo dài với một mái tóc bước ra là tôi chấm 10 điểm rồi đó. Rất là dễ thương. Nhưng như hồi nãy anh Kim Tử Long có góp ý em về cái câu xuống đó, đúng là em đã bị quen rồi, quen với cái cách đó rồi. Nếu như là thu âm bài này và phát ra ở một cái làng nào đó với một cái loa sắt á, thì chắc chắn người ta sẽ không bao giờ người ta nghĩ là em hát đâu, mà ta nói là Thanh Kim Huệ hát. Nhưng để xuống câu giọng cổ thì người ta sẽ nói rằng ừ, cái này không phải Thanh Kim Huệ liền. Vì vậy cho nên là em nếu được vào vòng trong, hãy luyện làm sao mình bỏ cái đó đi. Giữ cũng được nhưng mà ít thôi, tại vì cái xuống đó nó không hay. Chị Huệ, chị như anh đã nói lại một lần nữa, chị Huệ chị ít lắm. Ít để mà có thể là chị dùng cái xuống đó. Mà cái chính của chị em phải về nghe thì em sẽ toàn mỹ hơn ha. Còn hôm nay em rất là duyên dáng, sau cái chương trình nghệ sĩ thần tượng này rồi á thì em sẽ được rất rất là nhiều người biết đến em, và rất rất nhiều người sẽ gọi em đi show nhiều hơn để lo trang trải cho gia đình và có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Dạ. Kêu chú tôi già quá. Dạ, cho em có một phần chia sẻ là bộ tóc này, bông tai này, và cái màu môi này là chính đồ của cô Huệ luôn. Đồ của Huệ luôn hả? Dạ, chính đồ của cô Huệ. Mái tóc này cô Huệ thường đổi. À, rồi ở đâu em có? Cô Huệ để lại. Như vậy là trước đó em có quen biết với cô Huệ hả? Con cũng xin chia sẻ là con biết cô Huệ á là qua bên chị mạng online. Rồi con có gặp cô Huệ một lần ở dưới quê. Lúc nhỏ con muốn người dạy con học lắm, nhưng mà không có ai dạy con biết nhịp nhàng gì hết trơn á. Rồi khi con hát được bập bẹ, rồi con biết được tới mạng. Rồi khi mà tìm được tới cô Huệ con hát, con gửi cô Huệ góp ý cho con mới được như ngày hôm nay.
trước khi cô Huệ, lúc cô Huệ mất. Cô Huệ có để là tất cả tóc tới trang phục, cái màu son này luôn vào cái bông tai. À, cô Huệ cho con hả? Dạ. Ừ, chắc có lẽ đây là một cái gì đó nó duyên, một cái duyên phận gắn liền cái giọng hát của anh Dương với lại chị Tân Kim Huệ. À, thôi thì cái gì nó đã qua rồi, mình cứ để cho nó qua và đem lại những cái gì thầm kín yêu thương nằm trong trái tim của mình. Chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng luôn luôn đón chào và ủng hộ cho những ai luôn luôn thần tượng những người nghệ sĩ mà mình yêu mến. Dạ. Con xin cảm ơn. Con xin cảm ơn. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng anh Dương đã hoàn thành phần thi của mình rất là tốt nhé. Dạ thưa quý vị, chỉ có 4 tiết mục thôi nhưng mà hôm nay đã có quá nhiều cảm xúc dành cho tất cả chúng ta. Và bây giờ sẽ là cái phần mà rất là khó khăn dành cho các vị trong ban giám khảo. Họ sẽ phải cân nhắc và lựa chọn những thí sinh nào xứng đáng để đi tiếp cùng với chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại các thí sinh. Xin mời các bạn Ngọc Yến, Phước Quang, Hoàng Nhân và anh Dương. Và người công bố kết quả đêm nay xin được mời. Ai tự nhiên cũng nhìn em cười thân ái hết. Ai khó tính nhất thì mời đi, người nào khó tính nhất. Hình như anh đó, anh khó nhất á. Không, anh dễ lắm. Anh khó không nhất. Anh khó là anh khó với cái góp ý thôi. Còn công bố khó đó là em đi. Em công bố thôi, nó hồi khó hộp hơn. Khó luôn đi. Em công bố nó hồi anh giao giá cho em chi nữa nha. Đâu có ác đâu, bữa nay 4 người vô hết mà ác. Thôi làm đi. Dạ nó đi. Xin mời giám khảo Toại Mỹ ạ. Thiệt luôn hả? Dạ thiệt ạ. À, trong cuộc chơi của mình á thì lúc nào cũng có khi là 4 bạn sẽ vào hết, cũng có khi là một bạn, hai bạn phải dừng lại, và cũng có khi có thể là một vòng đó không được bạn nào luôn. Mình không thể nói trước được điều gì cả. Nhưng mà trong 4 em thì chị Mỹ thấy em nào cũng có cái riêng hết. Đối với 4 bạn luôn, dù có dừng lại hay đi tiếp nữa thì chị Mỹ cũng có lời khuyên các bạn á, là dù mình có dừng lại nhưng mà cái sự yêu thương thần tượng của mình đối với người nghệ sĩ bậc tiền bối thì các em đừng dừng lại ở đó mà hãy tiếp tục yêu thương và yêu thương nhiều hơn nữa ha. Còn đối với Phước Quang thì cũng như là anh Dương thì em cũng có cái lợi thế là khi mình ca lên là mình đã giống rồi. Cái đó là một cái lợi thế hơn các bạn khác. Cho nên là em cũng vậy, cũng cố gắng trau dồi nhiều hơn nữa. Còn đối với lại Ngọc Yến thì phải nói là sân khấu Nghệ Sĩ Thần Tượng hôm nay thấy thêm được, đón nhận thêm được một nghệ sĩ trẻ đẹp, có giọng ca ngọt ngào, mượt mà. Tương lai của em còn rộng lắm, còn đẹp lắm, còn sáng lắm ha. Nhưng mà hôm nay là cuộc thi Nghệ Sĩ Thần Tượng thì mình phải làm sao cho giống ít nhất cũng phải là 50-60%. Thì chị Mỹ nghĩ là với cái độ tuổi của Yến á, thì nhiều khi mới quá, mình chưa có nắm bắt được kỹ càng. Cho nên là so với bản thân em thì em tuyệt vời rồi đó ha. Nhưng với chương trình này thì chị Mỹ nghĩ là em cần phải có thời gian. Và nếu có những cuộc thi khác thì em sẽ thể hiện em sẽ được nhiều hơn. Vì giọng ca của em là giọng ca lạ và giọng ca hay. Chị Mỹ á, thì không có cái giọng ca dài hơi như chị Phượng Hằng. Nhưng nếu Ngọc Yến cần gì ở chị Mỹ thì hãy về với chị Mỹ. Chị Mỹ sẽ ủng hộ em nha. Dạ, xin cảm ơn cô. Và hôm nay thì chị Mỹ xin thay mặt ban giám khảo để quyết định bạn nào sẽ ở lại với cuộc chơi và bạn nào sẽ dừng lại ở đây. Thì nếu có dừng, các bạn hứa là đừng có giận ba giám khảo này nha. Đừng có giận ban tổ chức là tại sao bỏ tôi, tôi hát vậy tại sao bỏ tôi nha. Cho nên là ban giám khảo đã có cái sự đong đếm rất kỹ rồi. Cho nên các bạn đừng buồn nha. Bây giờ cho Thuận Mỹ tuyên bố. Sẽ có hai bạn
cùng nắm tay đi vào vòng trong. Đó là Anh Dương và Phước Quang. Xin chúc mừng anh Dương và Phước Quang, các bạn sẽ đồng hành tiếp cùng với chương trình Nghệ sĩ thần tượng. Và cảm ơn Hoàng Nhân, cảm ơn bé Ngọc Yến cũng đã đến với chương trình và đã mang đến cho chúng ta những tiết mục rất là hay. Chương trình Nghệ sĩ thần tượng ngày hôm nay xin được phép khép lại tại đây ạ. Xin cảm ơn tất cả các vị trong ban giám khảo. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã yêu thương, đã quan tâm và theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau. Chương trình phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Chương trình do đài truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.